Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 5. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn thông qua cửa ải khó khăn trước mắt cương trực công chính của hướng Đông Tình, nhưng sau này rõ ràng càng có nhiều cửa ải khó khăn hơn đang chờ hắn. Lâm Vãn Thu đã nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ vận dụng sức mạnh của Thương hội Hắc Long để đối phó với hắn. Hướng Đông Tình không sợ Triệu Hắc Long, nhưng không cần phải đắc tội, thân phận hai người chắc là cùng một cấp bậc, nhưng không xuất hiện cùng lúc, không đáng để đối chọi gay gắt. Vương Vạn Kim, Triệu Hắc Long, Hướng Đông Tình, ba người này, không sai biệt lắm là doanh nhân nằm trên đỉnh Kim Tự Tháp ở thành phố Trung Hải, còn lại, mới là một ít gia tộc và doanh nghiệp rải rác. Triệu Cá Trạch à, vậy thì không sao, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, trong lời nói lộ ra vẻ thờ ơ. Hướng Đông Tình nghe được lời này của hắn, nhịn không được nhìn hắn thật sâu. Thông qua chuyện lần trước cô ấy biết Tề Đẳng Nhàn có chút bản lĩnh, có điều, cô ấy cho rằng hắn có chút thân thủ thì có thể không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt sao, không khỏi cũng quá buồn cười. Triệu Hắc Long chính là một kiêu hùng, Tề Đẳng Nhàn có thể đánh, nhưng có thể đánh được ngàn vạn thuộc hạ dưới tay Triệu Hắc Long sao? Người này có bản lĩnh, nhưng tính tình không tốt, nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, rất biết gây chuyện. Hướng Đông Tình phán đoán ở trong lòng. Đúng lúc này, một đôi vợ chồng ngoại quốc xuất hiện, tóc vàng mắt xanh, khoảng 50 tuổi. Họ chính là vợ chồng Smith ở Phú Uôn nước Mỹ, người phụ nữ tên là Kim Mi, người đàn ông tên là Ken. Hoan nghênh hai vị, Hướng Đông Tình vỗ tay mỉm cười, tuy rằng là cười xã giao, nhưng rất vẫn xinh đẹp động lòng người, chọc cho vô số đàn ông rung động. Dưới sự dẫn dắt của Hướng Đông Tình, mọi người nhao nhao vỗ tay, đặt ánh mắt đặt lên đôi vợ chồng này. Vương Hổ cũng lạnh lùng vỗ tay, Hướng Đông Tình tổ chức bữa tiệc tối này, phỏng chừng là thị uy cho tập đoàn Hổ Môn, là một loại nghi thức duyệt binh, muốn thông qua hai người này để trấn nhiếp hắn. Danh tiếng của vợ chồng Smith quá vang dội, thậm chí, họ đã thể hiện ra những thao tác kinh người có tầm nhìn xa trông rộng trong cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn bao trùm toàn cầu vài năm trước. Trong cuộc khủng hoảng tài chính này, hai người họ đại sát tứ phương, khiến cho vô số người thua thiệt đến quần lót cũng không còn, dường như đoán trước tương lai, hoa vừa nở tiêu diệt cả trăm hoa, ước chừng vét sạch 3 tỷ thước vàng. Ha ha ha, ngài nhất định chính là nhị đương gia. Ken trực tiếp lướt qua Hướng Đông Tình, đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cười tủm tỉm vươn tay ra. Bàn tay Hướng Đông Tình vươn ra cứng ngắc trên không trung, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc, có điều cô ấy đã mặt không đổi sắc thu tay vào trong quần tây. Cô ấy quay đầu, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trong hai mắt tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hai người Kim Mi và Ken, là do Tề Đẳng Nhàn tìm tới? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, ồ, anh biết tôi sao? Sao tôi lại không nhớ rõ tôi đã nhốt một nhân vật như anh vậy? Khụ khụ, người của tiên sinh Gusinski cho chúng tôi xem ảnh chụp của ngài, cố ý để chúng tôi từ nước Mỹ đến Hoa Quốc, giúp tập đoàn Hướng thị. Ken không khỏi xấu hổ cười nói. Ồ, được được được, tôi biết rồi, anh quay lại nói với anh ta, tôi sẽ thêm hai cái đùi gà cho anh ta. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn nói. Hắn không làm ăn, hoàn toàn không cần phải tiếp xúc với những chuyên gia tài chính này, cho nên, phất phất tay, liền trực tiếp đi tới một bên. Ken bị Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt, không khỏi hung hăng sửng sốt một chút, đây thật đúng là lần đầu tiên anh ta gặp phải loại chuyện này. Chúa ơi, vợ chồng Smith, lại là anh nhờ quan hệ tìm tới Hoa Quốc. Ánh mắt Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn thay đổi, đã mang theo sự sùng bái. Tùy tiện gọi điện thoại cho một phạm nhân mà thôi, để cho anh ta làm, tôi không biết. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý nói. Ách ách ách, Lý Vân Uyển thiếu chút nữa bị lời này của Tề Đẳng Nhàn làm cho nghẹn chết, anh có thể giới thiệu cho tôi hai nhân vật tương tự không? Tập đoàn Mộc Tử của chúng tôi cũng cần phát triển. Tề Đẳng Nhàn nói, không rảnh. Đệt, Lý Vân Uyển nhín không được mà nói tục, vươn ngón giữa về phía Tề Đẳng Nhàn đang cõng mình. Hướng Đông Tình trò chuyện cùng đôi vợ chồng Smith trong giới tài chính này một lát, đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nói, bọn họ là anh liên lạc à? Không phải tôi. Là tôi nhờ người khác tìm chuyên gia tài chính đến giúp cô, sao vậy, họ rất nổi tiếng à? Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng Đông Tình không biết nói gì, liếc mắt một cái, nửa ngày sau mới chậm rãi nói, đây là chuyên gia tài chính nổi danh nhất trên thế giới, phí tư vấn một giờ, cũng phải là 6 con số trở lên. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút nói, vậy tôi giảm giá một nửa cho cô,
cô đưa phí tư vấn của họ cho tôi là được, xem như là phí giới thiệu. Chấm 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 chấm. Hướng Đông Tình và Lý Vân Uyển đều không nói gì, không hẹn mà cùng sinh ra một loại xúc động muốn đánh chết người này. Hướng Đông Tình không để ý tới Tề Đẳng Nhàn, mà nói với Lý Vân Uyển, ngày mai Lý Tiểu Thư đến phòng làm việc của tôi đi, tôi có một dự án mới, vừa lúc có thể hợp tác với tập đoàn Mộc Tử. Lý Vân Uyển kinh hỉ nói, thật sao? Cảm ơn Hướng Tổng. Hướng Đông Tình chẳng khác nào là biến tướng trả lại nhân tình cho Tề Đẳng Nhàn, để tập đoàn Mộc Tử tham gia vào một dự án kiếm tiền. Vương Hổ bưng chén rượu đi tới, mỉm cười nói với Hướng Đông Tình, chúc mừng cô, Đông Tình, thế mà mời được hai vị cao thủ đứng đầu giới tài chính, tương lai tập đoàn Hướng thì có thể mong đợi. Hướng Đông Tình nhận lấy một ly sâm banh, giơ ly lên nói, Vương Tổng nói đùa, tương lai của tập đoàn Hướng thì đã đủ sáng sủa và lý tưởng, không cần phải mong đợi. Mặc dù hai người đều là cười nói chuyện, nhưng trong giọng nói của nhau, đều mang theo một loại cảm giác đối chọi gay gắt. Lý Vân Uyển yên lặng lui đến bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, loại thần tiên này đánh nhau, cô ấy cũng không muốn biến thành phàm nhân gặp nạn. Ha ha, Đông Tình cô sẽ không cảm thấy có hai vị cao thủ này là có thể nắm chắc phần thắng chứ. Vương Hổ nói, cũng may, dù sao hai người cũng là mãnh nhân trong khủng hoảng cho vay đều có thể kiếm được tiền. Hướng Đông Tình nói, phải không, thời xưa có câu nói rất hay, không bột đố gột nên hồ. Vương Hổ đặt chén rượu xuống. Ví dụ như, trong chén rượu này không có rượu, cho dù mời đại sư nếm rượu lợi hại hơn nữa tới thưởng thức thì cũng đâu có ích lợi gì chứ. Hướng Đông Tình không khỏi khẽ siết chặt nắm đấm, gần đây tài chính của tập đoàn Hướng thì đúng là xuất hiện một ít vấn đề nhỏ. Bởi vì, các nơi chèn ép quá lợi hại, điều này làm cho rất nhiều tài chính lưu động đều khó có thể trở lại trong tay cô, bị mắc kẹt trong hết thủ tục này đến thủ tục khác. Vương Hổ cười cười, nói, đúng rồi. Tôi còn muốn giới thiệu cho cô một người bạn của tôi. Từ Tổng, lại đây chào hỏi đi. Hắn thét to một tiếng, liền có một người phụ nữ mặc váy trắng đi ra từ giữa đám người. Cô ta vừa đi ra, lập tức khiến mấy người đàn ông xung quanh nhao nhao dừng chân quan sát. Người phụ nữ mặc váy dài màu trắng, làn váy xẻ gần như lên gốc đùi, chân đẹp ở dưới váy như ẩn như hiện, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi khiến người ta mơ tưởng. Hơn nữa, chân này còn rất dài. Từ Ngạo Tuyết làm người làm ăn gì chứ, không đi làm người mẫu chân thì thật đáng tiếc. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với Lý Vân Uyển ở bên cạnh. Anh bớt nói hai câu đi được không, anh trai? Lý Vân Uyển vẻ mặt năn nỉ, sợ Tề Đẳng Nhàn lại rước lấy lửa thiêu thân. Người xung quanh im lặng một trận, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không biết giữ mồm giữ miệng, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên miệng này. Người phụ nữ ưu tú luôn dễ nảy sinh địch ý với người phụ nữ ưu tú, nhất là hai người phụ nữ ưu tú trong kinh doanh. Khi Hướng Đông Tình nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, khuôn mặt vốn không gợn sóng, có chút trầm trọng cùng sầu lo. Từ Ngạo Tuyết đi tới trước mặt Hướng Đông Tình, vươn một tay ra, cười nói, Hướng Tổng, thật ngại quá, không mời mà đến, xin cô đừng trách ha. Hướng Đông Tình bắt tay với Từ Ngạo Tuyết, nói, đâu có đâu có. Từ Tổng có thể đến thì thật là vinh hạnh cho tôi. Chỉ là tôi không biết Từ Tổng và Vương Tổng còn có quan hệ như vậy à. Tập đoàn Từ Thị, cũng là doanh nghiệp như sấm bên tai. Nói đến đây, Hướng Đông Tình nhìn không được liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái. Lúc trước Tề Đẳng Nhàn nói tập đoàn Từ Thị cũng sẽ vào sân. Cô ấy cho rằng hắn đang nói chuyện giật gân, nhưng hiện tại xem ra là thật. Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ đương nhiên không thể nói là bạn bè, chẳng qua. Hiện tại hai người dắt tay nhau xuất hiện, đều có mục đích riêng của mình. Tất cả mọi người đều là người hiểu rõ giá trị, sẽ không treo các loại hữu nghị ở bên miệng, mối quan hệ vững chắc nhất không thể nghi ngờ chính là mối quan hệ lợi ích cả hai bên đều có lợi. Không biết Từ Tổng đến Trung Hải làm gì? Hướng Đông Tình hỏi. Đương nhiên là đến kiếm tiền rồi. Từ Ngạo Tuyết nhịn không được nở nụ cười, Hướng Tổng hỏi lời này, thật sự rất kỳ lạ nha. Hướng Đông Tình sắc mặt trầm xuống. Sau đó nói, Từ Tổng, tiền ở Trung Hải cũng không phải dễ kiếm như vậy, cô phải cẩn thận, coi chừng nhảy vào hố rồi mà không leo ra được nha. Từ Ngạo Tuyết gật đầu nói, lời nói của Hướng Tổng tôi sẽ nhớ kỹ, có điều, Hướng Tổng cũng ngàn vạn lần không nên xem thường những người ngoài như chúng tôi. Hơn nữa, tôi là người đến từ Đế Đô. Đế Đô, đây chính là thủ đô của một nước, đầm rồng hang hổ. Từ Ngạo Tuyết nói ra những lời này,
giống như là đã ăn chắc miếng bánh ngọt của tập đoàn Hướng Thị. Hướng Đông Tình trong lúc nhất thời cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội, đúng là Vương Hổ nói không sai, không bột đố gột nên hồ. Cho dù là đem công ty giao cho hai vị chuyên gia tài chính đứng đầu tiến hành thao túng, nhưng nếu tiền vốn bị trói lại, thủ đoạn của họ có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn tiên sinh lại nhậm chức ở Quý công ty, thật sự là duyên phận nha. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói. Từ tổng quen anh ta, Vương Hổ nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, có chút kinh ngạc. Hướng Đông Tình cũng kinh ngạc, Từ Ngạo Tuyết là người đế đô, hơn nữa cũng là bà chủ lớn, làm sao có thể quen biết Tề Đẳng Nhàn được. Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, các người có lẽ còn chưa biết, Tề tiên sinh chính là vị hôn phu của nữ chiến thần Ngọc Tiểu Long trung tướng Hoa Quốc của chúng ta. Cái gì? Từ Ngạo Tuyết vừa nói ra những lời này, mọi người ở hiện trường đều không khỏi đột nhiên quay đầu lại, một đám vô cùng kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn. Ngay cả vẻ mặt của Hướng Đông Tình cũng đầy ngạc nhiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao, Tề Đẳng Nhàn không phải đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa, đối phương còn là Tổng Giám đốc Tập đoàn Kiều Thị Kiều Thu Mộng. Từ Ngạo Tuyết, cô muốn gây chuyện đúng không? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi, quay người lại, vẻ mặt không vui. Nghe được Tề Đẳng Nhàn gọi thẳng tên Từ Ngạo Tuyết, trong lòng mọi người đều không khỏi ầm ầm nhảy dựng. Tề Đẳng Nhàn này lại là vị hôn phu của Trung tướng Ngọc Tiểu Long. Khó trách anh ta ngông cuồng như vậy, có bối cảnh như vậy, đúng là muốn làm gì thì làm. Trời ơi, vậy xem ra thương hội Hắc Long cũng chỉ có như vậy. Có Ngọc tướng quân làm chỗ dựa cho anh ta còn cần sợ ai chứ? Đúng vậy, Trung tướng Ngọc Tiểu Long tuyệt thế vô song, không thua kém đấng mày râu. Hơn nữa, Ngọc gia càng là thế gia siêu nhiên khổng lồ, ai dám trêu chọc. Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, trong lòng mỗi người tràn đầy kính sợ. Từ Ngạo Tuyết dừng một chút, lúc này mới cười một tiếng với Tề Đẳng Nhàn, nói, đương nhiên, đã từng là vị hôn phu mà thôi. Ngọc tướng quân cảm thấy mình và Tề tiên sinh không hợp nên đã giải trừ hôn ước, giữa hai người không còn giao lưu qua lại, các vị không nên suy nghĩ lung tung. Hô! Mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Trong mắt bọn họ, Tề Đẳng Nhàn là một tên điên khùng khiến người ta chán ghét, nếu hắn thật sự là vị hôn phu của Ngọc Tiểu Long, vậy thì quá làm cho người ta ghen tị. Tôi nói mà, Ngọc tướng quân làm sao có thể coi trọng loại miệng thối này, hơn nữa còn là đàn ông không có bản lĩnh gì, một tên giám ngục nhỏ mà thôi. Trung tướng Ngọc Tiểu Long là nữ chiến thần của nước ta, là nhân vật giống như tiên tử trên trời, tôi cũng không thể tưởng tượng được trên thế giới này có người đàn ông nào có thể xứng với cô ấy. Tề Đẳng Nhàn. Cứt chó mà thôi. Làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng cóc có thể ăn được thịt thiên Nga chứ. Ngọc tướng quân quả nhiên nhìn xa trông rộng, một cước đạp phế vật này đi, ha ha ha. Nghe được nửa câu sau của Từ Ngạo Tuyết, mọi người lại nhìn không được vui vẻ lên, một đám thì thầm với nhau. Lý Vân Uyển cũng nhìn không được nhìn Tề Đẳng Nhàn hai lần thật sâu, tầng quan hệ này của hắn và Ngọc Tiểu Long quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi có chút đen, mình chẳng qua là định đến bữa tiệc tối này ăn chút đồ ăn ngon để giết thời gian, sau đó vui vẻ trở về nghỉ ngơi, nào ngờ có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đợt sóng gió vừa rồi đã lặng, lúc này Từ Ngạo Tuyết lại cố ý dẫn đề tài đến trên người hắn, điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Phụ nữ lưỡi dài, Tề Đẳng Nhàn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mắng. Mọi người nghe nói như vậy, mí mắt lại giật giật. Tên này thật đúng là cho rằng mình không bị Ngọc tướng quân đá sao. Nói chuyện điên cuồng như vậy, ngay cả Từ Tổng cũng dám mắng. Từ Tổng và Ngọc tướng quân là bạn tốt, anh ta nói chuyện như vậy, không sợ bị Ngọc tướng quân đánh chết sao. Cũng chính là Từ Tổng tính tình tốt tố chất cao, không muốn chấp nhặt với loại người này, nếu không thì đã sớm giết chết anh ta rồi. Mọi người khinh thường một trận. Cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không có bản lĩnh gì, không có bối cảnh còn dám kiêu ngạo, làm cho người ta muốn phỉ nhổ. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết cũng không khỏi âm u, có chút không vui, lạnh lùng nói, anh và Ngọc Tiểu Long không phải là người cùng một thế giới, chẳng lẽ anh còn đang ảo tưởng. Anh tham gia yến hội như vậy, ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không lấy ra được, vẫn là sớm đối mặt với hiện thực là đi. Nhìn xem cách ăn mặc này của anh,
thô bỉ, nghèo nàn, quẫn bách, uất ức, khiến người ta xem thường. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô, hỏi cô bị bệnh đúng không? Tôi không chọc giận cô chứ. Cô giống như một kẻ ngốc đến công kích tôi. Anh, Từ Ngạo Tuyết không khỏi có chút tức giận. Ta không ngại nói cho cô biết, nếu cô muốn làm ăn, thì thành thành thật thật về đế đô làm ăn. Đừng luôn nghĩ đến việc vươn tay ra Trung Hải, muốn chia cắt miếng bánh lớn của tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Hổ Môn. Nếu cô dám vươn tay vào, tôi sẽ cắt đứt tay cô. Đừng tưởng rằng Ngọc Tiểu Long kia giúp cô thì trong lòng tôi sẽ băn khoăn, các người trói cùng một chỗ cũng vô dụng. Tôi nói cho cô biết, tôi đứng ở tập đoàn Hướng Thị nhanh như vậy, chính là vì để Ngọc Tiểu Long hung hăng há hốc mồm. Tôi muốn nhìn xem, từ nay về sau, cô ta còn dám chơi cái bộ mặt kiêu ngạo đó với tôi không? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nhìn Từ Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói, còn nữa, người ngu ngốc như cô cũng đừng luôn đem chuyện của tôi và Ngọc Tiểu Long đến để châm ngòi cuộc chiến. Cô nói tôi là người thô bỉ, nếu trong lòng tôi không thoải mái, tôi sẽ đè cô lên mặt đất đánh một trận, chắc lúc đó mặt mũi của cô hẳn là rất khó coi đúng không? Lời nói của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp làm cho toàn trường yên tĩnh lại. Đây là, cuồng phá chân trời sao? Loại thái độ này của Tề Đẳng Nhàn thật đúng là khiến Từ Ngạo Tuyết rất tức giận. Ở trước mặt cô ta cơ bản đều là người cười nói đều là bậc thông thái bác học, qua lại chẳng phải đám vô lại, ít học, cô ta chưa bao giờ gặp qua loại tiểu nhân thô bỉ không chịu nổi như Tề Đẳng Nhàn. Còn uy hiếp đè cô ta xuống đất đánh một trận. Có điều, Hướng Đông Tình đã nắm bắt đủ lượng thông tin trong lời nói của Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết đã lên kế hoạch đối phó tập đoàn Hướng Thị, hơn nữa, cuối cùng chỉ sợ Ngọc Tiểu Long cũng sẽ nhúng tay vào. Ngọc Tiểu Long quyền thế kinh người, bối cảnh gia đình cũng kinh người, nếu Ngọc gia tham dự vào, như vậy, trận chiến này, không cần đánh, có thể trực tiếp đầu hàng nhận thua. Được, tôi đây chờ xem anh làm thế nào khiến chúng tôi há hốc miệng. Để cho tôi kiến thức một chút, một giám ngục nho nhỏ như anh, làm thế nào có thể lật trời. Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, không để ý tới dáng vẻ hiện tại của mình. Nếu không muốn tổn thất mấy trăm tỷ thì nên thành thành thật thật cút về đế đô của cô đi. Tập đoàn Hướng Thị, tôi bao che, cô dám đưa tay ra, vậy phải chuẩn bị tốt kết cục tay bị cắt đứt. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, dường như đang trình bày một sự thật. Nếu lời này là do một nhân vật lớn một phương nói ra, có lẽ còn có tác dụng trấn nhiếp, làm cho người ta cảm khái người này khí phách phi phàm. Thế nhưng, lời này lại được nói ra từ miệng Tề Đẳng Nhàn thì liền rước lấy không ít tiếng nhạo báng. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Tập đoàn Từ Thị là doanh nghiệp đế đô, tài sản mấy chục tỷ, anh ta nói chuyện với Từ Tổng như vậy sao? Ha ha, tập đoàn Hướng Thị hiện tại ứng phó với một cái tập đoàn Hổ Môn cũng đã luống cuống tay chân, tên này châm ngòi cuộc chiến, lại đi chiêu chọc tập đoàn Từ Thị, đây là muốn làm cho tập đoàn Hướng Thị tai ương ngập đầu nha. Chắc bây giờ trong lòng Hướng Tổng là đang hối hận vì dẫn anh ta vào trong tập đoàn, người này quá biết gây họa. Ngay cả Từ Tổng và Ngọc Tướng Quân cũng dám nói hi hi, quả thực là một tên liều mạng. Hướng Đông Tình khoát tay áo, nói, được rồi, mọi người buông ân oán xuống, nói ít hơn hai câu đi, dù sao hôm nay cũng là một ngày đáng để vui vẻ. Sau khi nói xong lời này, cô ấy trực tiếp kéo Tề Đẳng Nhàn sang một bên, sắc mặt hơi đen lại. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Những lời này của anh, tất nhiên sẽ đả kích giá cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị. Bây giờ tôi thực sự nghi ngờ, anh có phải là người nằm vùng của tập đoàn Hổ Môn hay không? Hướng Đông Tình giận dữ chất vấn. Những lời tôi nói đều là nói thật, Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tôi biết, nhưng bây giờ tất cả mọi người còn chưa làm rõ triệt để tình hình mà anh đã tiết lộ sớm nhiều tin tức như vậy. Bây giờ mọi người đều biết tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Hổ Môn cùng nhau ra tay với tập đoàn Hướng Thị. Ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng sẽ tham dự, sao các cổ đông nắm giữ cổ phiếu tập đoàn Hướng thì có thể ngồi yên được. Hướng Đông Tình liên tục nhíu mày, vô cùng bất mãn. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, cô tổn thất bao nhiêu thì tôi sẽ bù vào tất cả, tôi đã đồng ý với ông Hướng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Long gia nhập thì như thế nào? Nội bộ Ngọc gia cũng không phải là đoàn kết hòa thuận, chỉ cần có thể đánh tan đợt thế công đầu tiên của bọn họ. Tất cả nguy cơ cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Cô lo lắng vấn đề tài chính, không cần lúc nào cũng để ở trong lòng, tôi sẽ giải quyết giúp cô. Hướng Đông Tình không khỏi á khẩu, cũng không biết người này rốt cuộc là tự tin quá mức, hay là thật sự có sức mạnh như vậy. Vương Hổ cười với Từ Ngạo Tuyết, nói,
vị Tề tiên sinh này thật đúng là không coi ai ra gì, chẳng lẽ Từ tổng định nhịn anh ta? Tại sao phải cạnh tranh với loại ăn mày này? Đợi đến khi tòa nhà của tập đoàn Hướng Thị sụp đổ, hắn tự nhiên sẽ biết mình ngu xuẩn cỡ nào. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng đáp lại. Có đạo lý, Vương Hổ lại cười. Hướng Đông Tình mời hai chuyên gia tài chính hàng đầu Kim Mi và Ken tới là vì thị uy với tập đoàn Hổ Môn, mà lần này ông ta lặng yên không một tiếng động mời Từ Ngạo Tuyết xuất hiện tại yến hội này, đồng dạng cũng là đang thị uy. Trận chiến này, nhất định là Thái Sơn ép trứng, chẳng qua là nhìn xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn, có thể kiếm được nhiều lợi ích khi tập đoàn Hướng Thị sụp đổ. Yến hội kết thúc, Từ Ngạo Tuyết trở lại biệt thự của Ngọc Tiểu Long ở Vân Đỉnh Sơn Trang. Đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai ở bữa tiệc, Từ Ngạo Tuyết nói với Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn đúng không? Ngọc Tiểu Long trực tiếp nói. Làm sao cậu biết? Từ Ngạo Tuyết chờ mong nhìn biểu tình kinh ngạc của Ngọc Tiểu Long, ngược lại mình lại kinh ngạc trước. Ngọc Tiểu Long thản nhiên nói, cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến cậu hưng chí bừng bừng như vậy tới tìm tớ nói chuyện này. Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu, sau đó cười lạnh, nói, cậu có biết Tề Đẳng Nhàn ở trên yến hội nói ra mấy lời nói ngông cuồng như thế nào không? Có muốn tớ nói tới cho cậu nghe một chút hay không? Ngọc Tiểu Long từ trong miệng Từ Ngạo Tuyết biết được tình huống trên yến hội, không khỏi khẽ lắc đầu. Vô năng cuồng nộ, đại khái cũng chỉ có như vậy. Ngọc Tiểu Long bất đắc dĩ nói. Khẩu khí của anh ta không nhỏ, nói muốn cắt tay ta, đánh mặt cậu. Từ Ngạo Tuyết liên tục cười lạnh, vô cùng khinh thường. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, nói, chúng ta căn bản không phải là người của một thế giới, sao có thể đánh bại mặt tớ được. Luận tài quyền, anh ta không giúp được tập đoàn Hướng Thị cái gì, thậm chí anh ta cũng căn bản không đáng nhắc tới. Luận vũ lực, anh ta có lẽ có chút vũ lực đi, nhưng so sánh với ta, dường như hèn mọn như bụi. Hiện tại xem ra, đúng là những hành động lúc trước tớ làm có hơi quá đáng, xé hôn thư ở trước mặt anh ta, ít nhiều cũng đã đả kích nghiêm trọng lòng tự trọng của anh ta. Từ Ngạo Tuyết nói, Tề Đẳng Nhàn anh ta là cái thá gì, cũng đáng để cậu suy nghĩ nghiêm túc cho hắn sao. Xé rách hôn thư trước mắt anh ta là chuyện rất bình thường, dù sao sự khác biệt giữa hai người quá lớn, cậu làm như vậy, ngược lại có thể khiến anh ta không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nếu không, vẫn quấn chặt lấy nhau. Chỉ sợ cậu cũng sẽ đau đầu đúng không? Có đạo lý, thân phận địa vị của anh ta dù sao cũng quá hèn mọn, nếu không làm như vậy, anh ta thật đúng là có thể không từ bỏ ý định dây dưa với tớ. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long bình thường nói. Từ Ngạo Tuyết cười nói, anh ta nói trong yến hội như vậy, cậu dự định làm như thế nào? Ngọc Tiểu Long liền nói, hết thảy tiến hành như thường là được, cậu làm chuyện của cậu, đợi khi nào gặp phải khó khăn, tớ sẽ ra mặt. Về phần Tề Đẳng Nhàn, cậu không cần để ý anh ta, ở trong trận chiến này, anh ta không lật nổi sóng gió gì đâu. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Long nhìn không được lắc đầu, lúc trước cô có hơi hổ thẹn về chuyện xé hôn thư, nhưng bây giờ, một chút cũng không có. Câu trả lời của Ngọc Tiểu Long nằm trong dự liệu của Từ Ngạo Tuyết, thật đúng là Tề Đẳng Nhàn không lật nổi sóng gió gì, chẳng qua là nói chuyện cuồng vọng khó nghe một chút, mình cần gì phải để ý một nhân vật nhỏ như vậy đúng không? Lúc này, Ngọc Tiểu Long nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe thể thao xẹt qua, dương mắt lên liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đang chạy như bay trên con đường quanh co đến đỉnh núi Vân Đỉnh. Tớ ra ngoài một chút, ánh mắt Ngọc Tiểu Long lóe lên, trầm giọng nói. Cậu đi đâu vậy? Từ Ngạo Tuyết nhịn không được hỏi. Đi gặp một người muốn gặp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào gặp được, chỉ mong hôm nay anh ấy nguyện ý gặp tớ. Ba lần tới nhà tranh, không gì hơn cái này. Ngọc Tiểu Long có chút không vui nói. Hai lần cô đến Vân Đỉnh Thiên Cung cầu kiến quân vương Vĩnh Dạ Sở Vô Đạo đều không công trở về, điều này làm cho trong lòng cô có chút khó chịu cùng uể oải. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long ra cửa, đi thẳng lên trên ngọn núi. Người trên đỉnh núi Vân Đỉnh là ai? Từ Ngạo Tuyết quay đầu hướng Long Á Nam hỏi. Là tiên sinh Sở Vô Đạo, tiểu thư muốn gặp anh ấy. Long Á Nam nghiêm túc trả lời. Từ Ngạo Tuyết lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói, thế mà lại là anh ấy, nhân vật truyền kỳ kia. Tề Đẳng Nhàn bảo Lý Vân Uyển lái xe đưa anh về, dù sao Kiều Thu Mộng cũng đã đi trước, sau khi bữa tiệc tối kết thúc, hắn cũng không có xe để về. Tôi vất vả đưa anh về nhà như vậy, anh cũng phải mời tôi uống một tách cà phê đi chứ. Lý Vân Uyển thở phì phò nói. Dáng vẻ này của Tề Đẳng Nhàn, hoàn toàn chính là biểu hiện qua sông đoạn cầu.
định để cô ấy trực tiếp rời đi, điều này làm cho cô ấy tức giận không chịu được. Được, Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, mời Lý Vân Uyển vào phòng, sau đó pha cho cô ấy một tách cà phê. Lý Vân Uyển vừa định tâm sự với Tề Đẳng Nhàn thì hắn nói mình đi tắm rửa. Tên thằng nam chết bầm, Lý Vân Uyển có chút phát điên, hung hăng nắm chặt nắm đấm, có loại ý nghĩ muốn đấm bạo cái đầu chó của Tề Đẳng Nhàn. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn tắm rửa xong đi ra, phát hiện Lý Vân Uyển đã uống cà phê xong, không khỏi nhíu mày nói, sao cô còn chưa đi? Lý Vân Uyển nghe hắn nói như vậy, suýt nữa bị chọc tức đến méo mũi, sau đó buồn bực nói, có người đến, đứng ở trước cửa. Ai vậy? Tề Đẳng Nhàn tiến đến nhìn vào máy giám sát, không khỏi nhếch môi. Không ngoài dự đoán, lại là Ngọc Tiểu Long. Cô ta đứng trước cửa, tôi cũng không dám về. Lý Vân Uyển cuối cùng cũng tìm được một lý do đường hoàng ở lại chỗ này. Tùy cô, Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, tắt màn hình máy giám sát, trực tiếp nằm dài trên sofa. Lý Vân Uyển nói, anh đi ra ngoài gặp cô ta một lần không phải là tốt rồi sao? Để cho cô ta biết người đang trong biệt thự này không phải là người cô ta muốn tìm, cô ta tự nhiên sẽ không đến nữa. Tề Đẳng Nhàn lại nói, sao tôi lại phải làm chuyện thừa thãi đó? Để cô ta chạy thêm vài lần, khó chịu vài lần, không thơm sao? Lý Vân Uyển nghe hắn nói vậy, đã hoàn toàn im lặng. Sở tiên sinh, một người không thể luôn sống trong bóng tối của quá khứ, tôi tin tưởng, các chiến hữu đã qua đời của anh, cũng nhất định không muốn nhìn thấy anh tự trách mình như vậy. Mời anh gặp tôi một lần, tôi có thể cho anh cơ hội tỏa sáng hơn. Giọng nói của Ngọc Tiểu Long còn loáng thoáng từ bên ngoài truyền vào, cho rằng người trong biệt thự này chính là Sở Vô Đạo. Tên nhóc Sở Vô Đạo kia cũng không muốn tiếp tục ra ngoài làm mấy chuyện đó, anh ta chỉ muốn bình an sống hết nửa đời sau. Tề Đẳng Nhàn nghe xong những lời này, chỉ cười lạnh một tiếng. Lý Vân Uyển nhịn không được hỏi, Sở Vô Đạo là ai, thế mà lại có thể để cho Ngọc Tướng Quân tự mình tới cửa cầu kiến. Hơn nữa còn rất nhiều lần. Sở Vô Đạo, một tên đầu óc hơi có vấn đề, ngày thường không ít lần phát điên trong tù, đương nhiên, cũng không ít lần bị ta treo lên cột điện quất. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, nói. Lý Vân Uyển trực tiếp không nói nên lời, cũng không biết lời Tề Đẳng Nhàn nói là thật hay giả. Chờ một chút, Lý Vân Uyển gọi Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị trở về phòng. Sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Anh lại đây xem một chút. Lý Vân Uyển cầm điện thoại nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là tin tức, nói là có mấy nghệ sĩ minh tinh liên quan đến tập đoàn Kiều Thị cùng hủy hợp đồng với tập đoàn Kiều Thị. Hơn nữa, Lâm Vãn Thu còn đăng một bài viết dài về chủ tịch tập đoàn Kiều Thị Kiều Thu Mộc. Đơn giản là nói Kiều Thu nghĩ muốn chơi trắng cô ta, để cô ta phát ngôn miễn phí cho tập đoàn Kiều Thị, còn hắt một ít nước bẩn. Trong khu bình luận, một mảnh tiếng mắng chửi, đều là nguyền rủa tập đoàn Kiều Thị sớm phá sản. Bây giờ có nhiều nghệ sĩ minh tinh hủy hợp đồng với tập đoàn Kiều Thị như vậy. Điều này vô cùng bất lợi với tập đoàn Kiều Thị. Lý Vân Uyển nhìn Tề Đẳng Nhàn, nghiêm túc nói. Hai người ở rất gần nhau, Lý Vân Uyển lại đang mặc váy lễ phục, đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài, giờ phút này, đang hơi dán vào đùi của Tề Đẳng Nhàn, truyền đến một loại cảm giác cảm mềm mại. Chuyện này là do Lâm Vãn Thu làm, Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ nói. Hắn vừa ngẩng đầu, trong mắt không khỏi rơi xuống trên ngực Lý Vân Uyển. Phía trước lễ phục này là kiểu giao thoa, tuy rằng chỗ lộ ra không nhiều lắm, nhưng có thể nói là vô cùng gợi cảm. Lý Vân Uyển nói, đoán chừng ngày mai tập đoàn Kiều Thị sẽ làm khó Mộng Mộng, chuyện này anh phải nghĩ cách. Tề Đẳng Nhàn thu hồi ánh mắt của mình, ho khan một tiếng, nói, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi xử lý tốt chuyện này. Lý Vân Uyển nhíu mày nói, anh tự dưng ho khan làm cái gì? Cảm lạnh, anh có muốn tôi nấu cho anh một ít canh gừng không? Tôi không sao, thời gian không còn sớm nữa, mỗi người đi nghỉ ngơi đi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, đứng dậy, lên lầu. Anh có bệnh thần kinh đúng không? Lý Vân Uyển hơi khó hiểu, sau đó trở lại căn phòng mình từng ở. Lại một lần nữa nằm trên chiếc giường lớn thoải mái trong Vân Đỉnh Thiên Cung, Lý Vân Uyển trong lòng không khỏi cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần. Ai có thể nghĩ tới, người ở trong biệt thự xa hoa nhất Trung Hải chính là giám ngục nhỏ Tề Đẳng Nhàn đi ra từ nông thôn cơ chứ? Có lẽ đợi đến khi tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Hướng Thị tranh đấu đến hồi kết,
hắn mới có thể chân chính một tiếng hót làm kinh người đúng không? Trong lòng Lý Vân Uyển thầm nghĩ, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Tề Đẳng Nhàn lăn qua lộn lại không ngủ được, trong chân toàn đầu óc, à không, trong đầu toàn là chân. Khó trách mấy tên khốn kiếp trong ngục giam rảnh rỗi không có việc gì thì luôn thích tụ tập cùng một chỗ thảo luận về phụ nữ, xem ra là có nguyên nhân. Tề Đẳng Nhàn trong lòng chửi mẹ nó, dứt khoát đứng lên luyện công. Đứng cọc trong sân nửa đêm, sau khi tự làm mình mệt mỏi đến kiệt sức thì mới trở về phòng ngủ yên ổn. Ngài Tề, tối hôm qua anh ngủ có ngon không? Nhìn thấy tinh thần của Tề Đẳng Nhàn ngày hôm sau có chút không tốt, Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi. Trong đầu toàn là chân, làm sao ngủ ngon được? Tề Đẳng Nhàn nhìn không được chửi bới một câu, quyết định cách xa Lý Vân Uyển một chút, phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của hắn. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Vẻ mặt Lý Vân Uyển kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn, không hiểu rõ những lời này của hắn là có ý gì. Thúc giục Lý Vân Uyển nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi Sơn Trang Vân Đỉnh, Tề Đẳng Nhàn đi thẳng đến tập đoàn Kiều Thị. Hôm qua anh đã làm gì? Sau khi tôi đi, anh lại đánh Lâm Vãn Thu. Anh có biết điều đó mang lại cho tôi bao nhiêu rắc rối không? Kiều Thu Mộng tức giận bừng bừng nhìn Tề Đẳng Nhàn, vung tay muốn tát vào mặt hắn một cái. Tề Đẳng Nhàn cũng không phải loại người nhẫn nhục chịu đựng, đưa tay ngăn cản cái tát của Kiều Thu Mộng, nói cô ta khi dễ cô, tôi đánh cô ta thì làm sao? Trong lòng Kiều Thu Mộng hơi cảm động, nhưng lại càng tức giận nhiều hơn, cô ta không khỏi cắn răng nói, anh không thể thành thục một chút được sao? Tại sao lại phải ra tay? Anh lúc nào cũng bốc đồng như vậy, anh có biết nó sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi và gia đình không? Chuyện có thể ra tay, tại sao lại phải nói nhảm? Tề Đẳng Nhàn buông cổ tay Kiều Thu Mộng ra, có chút khinh thường và khó hiểu hỏi ngược lại. Kiều Thu Mộng giận dữ nói, tối hôm qua Lâm Vãn Thu đã gửi văn bản chỉ trích tập đoàn Kiều Thị, hơn nữa còn vận dụng quan hệ, khiến cho những nghệ sĩ có quan hệ hợp tác với tập đoàn Kiều Thị đều hủy hợp đồng. Hiện tại, danh tiếng của tập đoàn Kiều Thị xuống dốc không phanh, còn đang bị cư dân mạng lên án. Chức vụ tổng giám đốc của tôi, hơn phân nửa là không giữ được. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Trong lúc hai người đang nói chuyện, lãnh đạo tập đoàn Kiều Thị đều hiện thân, người đầu tiên nhảy ra là Kiều Thanh Vũ. Kiều Thu Mộng, Tề Đẳng Nhàn, hai vợ chồng các ngươi làm chuyện tốt. Lại dám uy hiếp Lâm Tiểu Thư trong yến hội của tập đoàn Hướng Thị, đắc tội người khác. Hiện tại, công ty chúng ta là một mớ hỗn độn, hơn nữa, sau lưng Lâm Tiểu Thư là Thương hội Hắc Long. Ngay sau khi họ ra tay, chúng ta chỉ có một con đường phá sản. Quỳ xuống gọi cha, rồi hắn nói chuyện với tôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Kiều Thanh Vũ, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Kiều Thanh Vũ lập tức tối sầm lại, hôm qua khi ở Kiều gia, cô ta nói, nếu Tề Đẳng Nhàn đích thân thu mua được các hợp đồng, cô ta nhất định sẽ quỳ xuống gọi hắn là cha. Tề Đẳng Nhàn, bây giờ là lúc nào rồi, anh còn muốn làm loạn. Kiều Thu Mộng bất mãn đẩy Tề Đẳng Nhàn ra, có chút tức giận. Bây giờ tình hình không khác gì lửa cháy đến nơi, nếu không xử lý ổn thỏa, Kiều Thị sẽ có thể phá sản, đến lúc đó, mọi người cũng phải kết thúc trò chơi rồi. Kiều Quốc Đống cũng xuất hiện và nói, Kiều Thu Mộng, cô là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, cô có biết cô đã xúc phạm đến ai không? Thế nên cho dù cô dùng bất cứ cách nào đều phải làm cho Lâm Tiểu Thư tha thứ, cứu vãn danh dự và tổn thất của tập đoàn chúng ta. Kiều Thanh Vũ cười khẩy, Kiều Thu Mộng. Sao cô chỉ mang lại phiền phức cho tập đoàn vậy, mấy chính sách cô đưa ra lúc nào cũng có vấn đề, nếu cô mau chóng nhường chức, nói không chừng còn có thể xoay chuyển cục diện. Một số giám đốc điều hành cũng khẽ gật đầu. Tôi sẽ tìm Lâm Vãn Thu để giải quyết chuyện này, xin hãy cho tôi chút thời gian. Kiều Thu Mộng nói với sắc mặt khó coi. Kiều Thanh Vũ xua tay nói, không cần, chúng tôi đã liên lạc với Lâm Tiểu Thư rồi. Cô ta nói, nếu hôm nay chúng tôi trói cô lại. Đem cô đến nhà cô ta quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm, cô ta có thể cân nhắc để chúng ta có thể thương lượng lại. Nói xong, Kiều Thanh Vũ vỗ tay một cái, một đám người đàn ông vạm vỡ lực lưỡng xuất hiện, như thể họ được đặc biệt dùng để đối phó với Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng tái mặt, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng, nếu biết trước chuyện này, tối hôm qua cô ta đã không động vào Lâm Vãn Thu rồi. Hơn nữa, dù mình có nói gì cũng phải trực tiếp kéo Tề Đằng Nhàn ra khỏi yến tiệc. Không nên để hắn ở đó một mình. Lâm Vãn Thu, cô ta cũng xứng sao? Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn, anh có tư cách nói chuyện ở đây sao?
anh chỉ là con rể của chú tôi, là một thằng phế vật, suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Chuyện lần trước, nếu không phải Ngọc tướng quân niệm tình cũ, một nhà chúng tôi đều bị anh hại chết rồi. Cô câm miệng đi, tốt nhất là cô cùng Kiều Thu Mộng đi quỳ trước cửa nhà Lâm tiểu thư 3 ngày 3 đêm, cầu xin cô ta tha thứ. Nếu không, tôi sẽ tự tay đánh gãy chân của cô đó. Sắc mặt Kiều Thanh Vũ trở nên u ám, cô nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng đó rồi nháy mắt. Kiều Thu Mộng cúi đầu, hít một hơi rồi thở dài, bứt rứt nói, mấy người không cần ra tay, tôi tự đi được, tôi và Tề Đẳng Nhàn, sẽ đến nhà Lâm Vãn Thu quỳ cho tới khi cô ta tha thứ mới thôi. Kiều Thu Mộng, quản thằng chồng phế vật của cô cho tốt đi. Kiều Quốc Đống cũng nghiêm mặt, quát lớn. Kiều Thanh Vũ hử lạnh một tiếng, nói Kiều Thu Mộng, cô nghe không hiểu Lâm tiểu thư nói sao. Cô ta muốn chúng tôi trói cô lại, bắt cô quỳ trước cửa nhà cô ta 3 ngày, không phải để cho cô tự đi tới. Cô nghĩ rằng những người hôm nay tôi mời đến đây là để trang trí sao? Cô quỳ xuống để bọn họ trói, hay là để bọn họ động thủ đánh người đây? Kiều Thu Mộng giật mình, nói cả nhà mấy người có cần phải làm vậy không? Tôi muốn nói với ông nội. Chuyện này là do ông nội sắp xếp đấy. Kiều Thanh Vũ tỏ vẻ khinh thường, gần đây nhà mấy người đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, khiến ông nội vô cùng bất mãn, cô còn mặt mũi nhắc tới ông nội sao? Kiều Thu Mộng nghe thấy vậy thì như bị sét đánh. Nhanh lên, trói bọn họ lại, Kiều Thanh Vũ lạnh lùng nói. Mấy đám người lực lưỡng đó lập tức tiến lên, nhếch miệng cười thâm hiểm, trói một mỹ nhân yểu điệu như Kiều Thu Mộng, có thể sau này bọn họ sẽ có thể trở về chỗ cũ một phen. Tề Đẳng Nhàn ung dung bước ra, dừng lại trước mặt Kiều Thu Mộng, thản nhiên nói, tôi xem ai dám. Anh nghĩ anh là ai mà chúng tôi không dám? Kiều Thanh Vũ cười khẩy, không cần để ý hắn, nếu dám ngăn cản, cứ trực tiếp xử lý. Mấy tên đó sau khi nghe vậy, không phí quá 2 câu, nhất định sẽ động thủ. Kiều Thu Mộng nhìn Đẳng Nhàn lắc đầu và nói, anh ngăn cản bọn họ, đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Khi cô ta nói xong, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, oan ức cũng không thể nói. Hôm qua, rõ ràng là Lâm Vãn Thu đã sỉ nhục cô còn hung hăng gây sự, nhưng bây giờ, mình còn phải bị người khác trói đến nhà cô ta để giải thích. Cút! Mấy tên đó vừa mới tiến lên, Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng. Một tay của người đầu tiên vừa mới vươn ra, nhưng vừa quơ lên đã bị hắn nắm lấy, ngón tay cái của anh ta bị hắn bóp chặt và bẻ mạnh, nó bị gãy răng rắc. Mấy người khác bắt đầu giận dữ, súng lại vây quanh định tấn công hắn, kết quả không thấy Tề Đẳng Nhàn ra đòn như thế nào, bọn họ người thì che họng, che bụng, không thì cũng ôm bắp chân lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết. Nghĩ gì, ngay trước mặt tôi mà muốn bắt nạt Thu Mộng, Tề Đẳng Nhàn cười khinh bỉ. Những người đàn ông vạm vỡ đó đều bị Tề Đẳng Nhàn hạ gục một cách dễ dàng, điều này khiến mọi người của Kiều Thị không khỏi sợ hãi. Kiều Thanh Vũ nổi trận lôi đình nói, Tề Đẳng Nhàn. Chuyện của Kiều gia chúng tôi mà anh cũng dám ngăn cản, hơn nữa Kiều Thu Mộng cũng đã chấp nhận chịu trói rồi, anh còn muốn chống cự. Chuyện này tôi sẽ nói lại với ông nội, để ông nội đuổi Kiều Thu Mộng ra khỏi Kiều gia. Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói, chỉ là đối phó với Lâm Vãn Thu còn cần Thu Mộng phải quỳ xuống. Không nói không được, mấy người đúng thật là đồ ngu. Vừa nói xong, hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay Kiều Thu Mộng, nói chuyện này chúng tôi sẽ tự giải quyết. Nhưng tuyệt đối tôi sẽ không để cô ấy quỳ. Ha ha, các người tự giải quyết, anh dùng cách gì để giải quyết? Anh xem bộ dạng anh thế nào, ngoại trừ quỳ lại Lâm tiểu thư, anh còn làm được gì? Tên họ Tề kia, mẹ nó anh chẳng qua chỉ là một tên côn đồ bạo ngược, bản lĩnh thì không có, còn muốn người khác bao che cho mình. Lần này anh gây ra chuyện lớn như vậy, không có Ngọc tướng quân giúp đỡ, Kiều Thu Mộng anh bảo vệ được sao? Khuôn mặt của Kiều Thanh Vũ đầy sự châm chọc và chế giễu, lời nói ra càng ngày càng khó nghe. Tề Đẳng Nhàn thờ ơ, người nên xin lỗi không phải Thu Mộng, mà là Lâm Vãn Thu. Ha ha ha, thật nực cười. Kiều Quốc Đống liên tục lắc đầu, còn kêu Lâm tiểu thư xin lỗi. Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu xứng sao? Kiều Thanh Vũ cười nhạo nói, nếu anh có thể khiến cô Lâm tiểu thư phải xin lỗi, tôi sẽ quỳ xuống và kêu anh bằng cha. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô ta một cách kỳ lạ, chậm rãi nói, theo lý mà nói, cô phải kêu tận mấy lần rồi đấy. Kiều Thanh Vũ bị lời nói của hắn làm cho mặt đỏ bừng, tức giận đến mức hét lên, Lâm tiểu thư bằng lòng cho mấy người quỳ trước cửa 3 ngày đã là đại ơn đại đức mà mấy người nên cảm ơn rồi.
bây giờ, lại còn tương kế muốn bắt cô ta phải xin lỗi ngược sao? Đi thôi, Thu Mộng, chúng ta đến gặp Lâm Vãn Thu, giải quyết chuyện này. Tề Đẳng Nhàn giữ chặt Kiều Thu Mộng rồi đi ra ngoài. Mọi người trong Kiều gia và quản lý cấp cao của tập đoàn đều tỏ ra lạnh lùng và giễu cợt, như Kiều Thanh Vũ nói, Tề Đẳng Nhàn lấy cái gì giải quyết? Một người như hắn, ở trước mặt Lâm Vãn Thu, đến cả đánh giấm còn không có tiếng. Vừa bước ra khỏi công ty, Kiều Thu Mộng đã hất tay Tề Đẳng Nhàn ra, tuyệt vọng nói, anh đang làm gì vậy? Lâm Vãn Thu thực sự không phải là người mà chúng ta có thể đắc tội, trên mạng bây giờ xảy ra chuyện gì anh không thấy sao? Thà bị trói quỳ trước cửa nhà cô ta van xin còn hơn là phá sản, cả nhà phải ngủ ngoài đường đúng không? Tôi chẳng qua cũng chỉ là bỏ qua chút mặt mũi. Tề Đẳng Nhàn mặt không biến sắc hỏi, cô không phải muốn trở thành người phụ nữ giống như Ngọc Tiểu Long sao? Cô thấy Ngọc Tiểu Long sẽ quỳ gối trước người khác sao? Kiều Thu Mộng sững sờ, không thể nói nửa câu, cô bị Tề Đẳng Nhàn đẩy thẳng lên xe, sau đó đi thẳng đến nhà của Lâm Vãn Thu. Kiều Thu Mộng ngay lập tức được Tề Đẳng Nhàn dẫn tới nhà ở của Lâm Vãn Thu. Ngoài cửa, Lâm Vãn Thu có thuê vệ sĩ đứng canh gác. Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có kích động vậy được không? Anh tỉnh táo chút đi, anh kéo tôi qua đây, cô ta không muốn gặp chúng ta thì sao? Kiều Thu Mộng lúc này mới hoàn hồn lại, khó chịu hỏi. Cô ta không gặp chúng ta, vậy chúng ta gặp cô ta không được sao? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nhìn Kiều Thu Mộng nói. Kiều Thu Mộng không nói được gì, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn và mình căn bản không phải người cùng một thế giới. Vệ sĩ thấy hai người tới gần, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nói, dừng lại, mấy người là ai? Tôi là Kiều Thu Mộng, hôm nay vội vàng đến đây là để xin lỗi Lâm Tiểu Thư. Kiều Thu Mộng mím môi, giọng điệu có chút bực bội. Vệ sĩ cười khẩy nói, cô chính là Kiều Thu Mộng ngày hôm qua đã chọc giận Lâm Tiểu Thư sao? Xin lỗi. Lâm Tiểu Thư nói rồi, trừ phi cô bị trói đem tới, hơn nữa còn phải quỳ ở trước cửa, bằng không Tiểu Thư nhất định sẽ không gặp cô. Kiều Thu Mộng trở nên bối rối, không biết phải trả lời câu này như thế nào. Tề Đẳng Nhàn bước lên phía trước, nói, xin lỗi, chúng tôi đến tìm Lâm Vãn Thu để giải quyết chuyện hôm qua, nếu như cô ta cứ tránh né không gặp, tôi nghĩ sau này hậu quả cô ta gánh không nổi đâu. Vệ sĩ sắc mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, cậu đang đùa tôi sao? Lâm Tiểu Thư đã muốn khống chế Kiều Thị rồi, người chịu thiệt chính là cô ta. Còn có thể có hậu quả gì? Hơn nữa, Lâm Tiểu Thư đã nói rõ ràng, muốn gặp cô ấy, vậy nhất định phải quỳ xuống. Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Kiều Thu Mộng nói anh có thể châm trước một chút, để chúng tôi vào trong trước. Vệ sĩ lắc đầu nói, không được, cô quỳ xuống thì tôi mới vào thông báo. Còn nữa, tôi cũng không phải anh của cô. Đừng gọi tôi như vậy, cô không xứng. Chỉ là một tên vệ sĩ, ra vẻ gì chứ? Tề Đẳng Nhàn không khỏi bật cười. Tôi là vệ sĩ, nhưng tôi cũng là vệ sĩ của Lâm Tiểu Thư, muốn gặp Lâm Tiểu Thư thì phải quỳ xuống, cô có đáng để tôi liếc mắt nổi một cái hay không? Hai thứ phế vật, còn không quỳ xuống, nếu không thì cút nhanh lên, tôi không có tâm trạng ở đây lải nhải với mấy người. Tên vệ sĩ ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn cười nói, anh có biết cảm giác đầu rụi xuống đất là như thế nào không? Vệ sĩ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nói tôi từng là đặc công trong một đội tuyển tinh Anh, mấy lần thi đấu lớn đều đạt được top 10, muốn thử cảm giác này, tôi cũng không có cơ hội. Kiều Thu Mộng thấy Tề Đẳng Nhàn hình như lại sắp động thủ, không khỏi lo lắng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh đừng ra tay. Vừa dứt lời, Tề Đẳng Nhàn đã trực tiếp ra đòn. Tên vệ sĩ phẫn nộ mắng, muốn chết. Tề Đẳng Nhàn vừa đưa tay ra trong chớp mắt, cơ thể của người vệ sĩ đã di chuyển, một đòn kỹ thuật tiêu chuẩn trong quân đội đã quật ngã tên đó trên mặt đất. Không chờ tên đó đến gần, khí thế đáng sợ của Tề Đẳng Nhàn lập tức đâm xuyên qua toàn thân hắn, thân hình cao lớn vạm vỡ lập tức siêu vẹo, bịch một tiếng, hắn đã bị Tề Đẳng Nhàn quật ngã xuống đất. Rầm, mặt tên vệ sĩ bị đập mạnh xuống đất, cả người hầu như bất tỉnh. Hắn che mũi lại, khóc lóc thảm thiết, rên rỉ nói, sao cô dám làm càn trước cửa nhà Lâm Tiểu Thư? Cô có biết ai đã mua căn biệt thự này cho Lâm Tiểu Thư không? Là Triệu Hắc Long tiên sinh, hội trưởng thương hội Hắc Long. Tề Đẳng Nhàn nhấc chân đạp một cái, cửa lớn đột nhiên mở ra. Đi thôi, còn đứng đó làm gì, không mau giải quyết đi. Hắn quay đầu,
thản nhiên nói với Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng vô cùng đau đầu, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể cùng hắn vào biệt thự. Cửa đột nhiên mở, làm Lâm Vãn Thu sợ hãi, cô ta đang trang điểm để che đi vết bầm tím trên mặt, cái tát mà Tề Đẳng Nhàn tặng cho cô ta ngày hôm qua quả nhiên không nhẹ. Các người thật to gan, đến gặp tôi còn không lo quỳ xuống, lại còn dám đá vào cửa lớn. Lâm Vãn Thu đứng dậy, vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Kiều Thu Mộng cười khổ, nói, Lâm Tiểu Thư, oan gia nên giải không nên kết, hy vọng cô giơ cao đánh khẽ với Kiều Thị, tôi bằng lòng làm tất cả mọi chuyện chỉ mong được cô tha thứ. Tha thứ cho cô. Không phải tôi nói cô quỳ trước nhà tôi 3 ngày 3 đêm sao? Cô quỳ xong 3 ngày 3 đêm, tôi tự nhiên sẽ cho cô cơ hội cùng tôi thương lượng lại. Nhưng cô ngay cả yêu cầu này cũng không làm được, còn có mặt mũi xin tôi giơ cao đánh khẽ. Nếu đã như vậy, sao tôi còn phải nương tay với mấy người? Thái độ của Lâm Vãn Thu rất hung hăng, kiêu ngạo. Kiều Thu Mộng khổ sở nói, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, chút chuyện này với cô mà nói, chẳng qua là chuyện mà một câu nói có thể giải quyết được mà, sao phải cứ ép nhau không tha chứ? Bạn học, cô cũng xứng, đừng nói đến chuyện thân phận, nhắc tới tôi chỉ thấy buồn nôn, tôi không có người bạn nào như cô cả. Lâm Vãn Thu cười khẩy nói. Tề Đẳng Nhàn vỗ nhẹ vai Kiều Thu Mộng, nói, được rồi, Thu Mộng, cô không cần phải nói chuyện vô nghĩa với loại cặn bã này. Cho dù cô có quỳ 3 ngày, bọn họ nhất định cũng sẽ không buông tha cho cô đâu. Lâm Vãn Thu cười chế nhạo, ha, anh nói cũng đúng, cho dù cô ta có quỳ 3 ngày, tôi cũng chưa chắc đã đồng ý giải hòa. Kiều Thu Mộng sững người, nói, rốt cuộc thì cô muốn thế nào mới buông tha cho Kiều Thị. Lâm Vãn Thu vẻ mặt nhanh ác. Nói, anh có biết trong bữa tiệc hôm qua tôi đã rất mất mặt mũi không? Anh có biết tôi đã tổn thất bao nhiêu tiền và danh tiếng khi chấm dứt hợp đồng với Hướng Thị không? Bây giờ, mấy người lại muốn tôi bỏ qua cho Kiều Thị mấy người. Xin lỗi, tuyệt đối không thể nào. Nếu không làm cho Kiều Thị mấy người chết trôi chết nổi, tôi sẽ không bỏ cuộc. Thậm chí, tôi còn muốn cả nhà mấy người từ già đến trẻ đều sống không được yên. Kiều Thu Mộng đau khổ nói, nhưng rõ ràng hôm qua cô là người gây sự trước. Tôi gây chuyện trước thì sao? Bây giờ thân phận của tôi cao quý cỡ nào, cô có thể so được với tôi? Tôi trêu chọc cô trước, là còn nghĩ đến tình cảm bạn học năm đó, chỉ đùa với cô một chút, cho cô ở trước mặt tôi còn có cảm giác tồn tại. Nếu như tôi thật sự muốn làm gì cô, vậy thì cô chỉ còn cách cố gắng chịu đựng thôi, không những vậy còn phải cười thật vui vẻ cảm ơn vì tôi vẫn còn nhớ tới cô đó, đồ con kiến. Lâm Vãn Thu khoanh tay, nhìn Kiều Thu Mộng đầy khinh bỉ và nói, quỳ xuống, nếu bây giờ cô quỳ xuống, dập đầu với tôi còn có thể cân nhắc mà buông tha cho mấy người, đồng thời đưa cho cô 2 điều kiện, nếu cô có thể làm được, tôi sẽ không làm khó Kiều Thị nữa. Kiều Thu Mộng nghe những lời nói của Lâm Vãn Thu thì trở nên tức giận rất tức giận, nhưng cô không dám thể hiện trước mặt người phụ nữ này, giờ sinh tử của Kiều Thị đều nằm trong tay cô ta, cô chỉ có thể nuốt giận vào trong. Cô có phải đã quên hôm qua tôi nói những gì rồi không? Tề Đẳng Nhàn ở phía sau lên tiếng, ánh mắt của hắn lướt quanh khuôn mặt của Lâm Vãn Thu như một con dao. Lâm Vãn Thu nghe thấy lời hắn nói, cô ta càng tức giận hơn, căm phẫn nói, đúng, còn có tên chồng phế vật của cô. Cô cũng phải bẻ gãy tay phải của hắn trước mặt tôi, hôm qua, hắn đã dùng chính tay này đánh tôi. Nếu cô không làm được thì đừng nói nữa. Kiều Thu Mộng thở dài, vậy để tôi quỳ xuống. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn kéo Kiều Thu Mộng lại, hung hăng bước lên phía trước, lạnh lùng nói, Lâm Vãn Thu, bây giờ tôi cho cô một cơ hội, đừng không biết sống chết. Lập tức đăng một bài lên mạng, trịnh trọng xin lỗi Kiều Thị, sau đó, như ngày hôm qua cô đã nói, cùng Kiều Thị ký hợp đồng miễn phí. Ha ha ha, không biết sống chết. Hôm nay tôi ngược lại muốn xem, ai mới là người không biết sống chết. Vẻ mặt của Lâm Vãn Thu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Sau đó cô ta vỗ tay thật mạnh. Bốp bốp bốp. Sau khi vỗ tay 3 tiếng, cửa của các phòng ở tầng 1 mở ra, một đám vệ sĩ mặc vest đen lần lượt xuất hiện. Ở phía bên trái của những bộ đồ vest đó, treo một con rồng mạ vàng, đó là biểu tượng của Thương hội Hắc Long. Hơn 10 người đàn ông cường tráng chắp hai tay sau lưng đứng thành một hàng sau lưng Lâm Vãn Thu, bọn họ nhìn Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng bằng ánh mắt rất sắc bén. Kiều Thu Mộng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, những người này đều là thành viên của Thương hội Hắc Long, rõ ràng,
Lâm Vãn Thu vì để đối phó với bọn họ, cái gì cũng đã chuẩn bị đủ. Thế nào, còn muốn đánh tôi sao? Lâm Vãn Thu khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn, chậm rãi hỏi. Tề Định mặt không chút thay đổi nhìn đám vệ sĩ của Thương hội Hắc Long đang đứng sau lưng Lâm Vãn Thu, trong mắt hắn, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một bầy gà đám chó mà thôi. Lâm Vãn Thu cầm một điếu thuốc trên bàn bỏ vào miệng, một bên có tên vệ sĩ lấy bật lửa ra, châm lửa đưa vào miệng Lâm Vãn Thu. Lâm Vãn Thu đốt điếu thuốc, rít một hơi, khẽ mỉm cười nói, sao, vừa rồi không phải anh rất cố chấp sao? Bây giờ thấy ở đây nhiều người như vậy, sao lại không nói chuyện rồi? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi chỉ là không muốn nói mấy chuyện vô nghĩa, xem ra cô gây chuyện còn không định xin lỗi. Xin lỗi, anh đang đùa gì vậy? Tôi cao quý thế nào, còn phải cúi đầu xin lỗi hai tên hạ tiện mấy người. Đúng là trò cười của thiên hạ, thật nực cười. Lâm Vãn Thu lạnh lùng nói, miệng toát ra nụ cười khinh miệt. Điều kiện tôi đã nói xong, lựa chọn như thế nào là chuyện của mấy người. Có điều, tôi phải nói cho mấy người biết, cho dù mấy người không chịu cúi đầu, sau khi Kiều Thị phá sản, mấy người rồi cũng phải quỳ gối trước mặt tôi. Bây giờ tôi cho cô quỳ 3 ngày. Cũng coi như là nhân từ. Lâm Vãn Thu ngày càng cười giễu cợt hơn, cô ta nhìn Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt trịch thượng. Lão Vương, cho tôi số điện thoại của Triệu Hắc Long. Không nói quá 2 lời, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số của Vương Vạn Kim. Vương Vạn Kim cũng không nói nhiều, lập tức báo lại số điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn. Vương Vạn Kim và Triệu Hắc Long đã từng là bạn tù, hơn nữa 2 người đều là nhân vật có tiếng tăm ở Trung Hải. 2 người có qua lại cũng là chuyện bình thường. Lâm Vãn Thu nghe xong câu nói của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi bật cười nói, muốn biết số điện thoại của Triệu Tổng. Cần gì bày trò chứ, tôi đưa cho anh là được rồi. Hắn rõ ràng là đang giả vờ, làm sao hắn có thể quen biết Triệu Tổng. Tôi nghĩ hắn chẳng qua chỉ muốn hù dọa Lâm Tiểu Thư thôi, nhưng hắn cũng không xem lại Lâm Tiểu Thư là người mà Triệu Tổng yêu thương nhất. Đúng vậy, cho dù hắn có gọi điện thoại cho Triệu Tổng, cũng khác gì tự mang đá đập vào chân mình thôi. Đám vệ sĩ này không khỏi cười lạnh, Tề Đẳng Nhàn căn bản không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn đánh người phụ nữ của Triệu Tổng, còn muốn Triệu Tổng chống lưng cho hắn. Triệu Hắc Long, nổi tiếng là một tên bá đạo ngang ngược. Kiều Thu Mộng đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng nóng như lửa đốt, cô cũng không thể tin rằng Tề Đẳng Nhàn có nhiều mối quan hệ như vậy, hơn nữa còn có thể liên lạc với những người như Triệu Hắc Long. Hơn nữa, Lâm Vãn Thu còn được Triệu Hắc Long chống lưng, cho dù hắn có liên lạc với Triệu Hắc Long, điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, Triệu Hắc Long sẽ không đứng về phía họ. Alo, giọng nói của Triệu Hắc Long từ điện thoại phát ra. Tôi là Tề Đẳng Nhàn, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Triệu Hắc Long nghe thấy thanh âm này, cả người lập tức run lên, quả nhiên đại ma đầu đã tìm tới cửa nhà anh ta. Hôm đó ở ngay cổng thương hội Hắc Long, anh ta đã giả vờ như không nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, chỉ mong Tề Đẳng Nhàn cũng không tìm thấy mình, nhưng bây giờ xem ra. Là phúc hay họa, nếu là họa thì không thể tránh được rồi. Nhị đương gia, đã lâu không gặp, sao anh lại liên lạc với tôi? Triệu Hắc Long khách khí cười nói, trong tiếng cười mang có mấy phần khẩn trương cùng ngượng ngùng, chuyện xảy ra ở cửa thương hội ngày đó là do thuộc hạ của tôi không đúng, tôi đã thu dọn sạch sẽ rồi, anh cũng đừng tìm tôi tính sổ. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, Tiểu Nê Thu, bây giờ tôi đang ở biệt thự của Lâm Vãn Thu, cô ta còn đem theo 10 mấy người của Thương hội Hắc Long đến muốn dạy cho tôi một bài học đây, anh nói xem có phải anh nên đến xem một chút không? Cái gì? Triệu Hắc Long nghe thấy như thế, tâm trí bị dọa cho phát sợ. Giả vờ, lại tiếp tục giả vờ, tôi không tin có người dám gọi Triệu Tổng là Tiểu Nê Thu đó. Thật khoa trương quá rồi, ha ha. Lần trước tôi thấy có người dám sỉ nhục Triệu Tổng, kết quả ngay trong đêm đó bị chặt đứt 2 chân. Đầu bên kia điện thoại chắc hẳn cũng không có ai, ở đây giả bộ thú vị lắm sao? Đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi mỉa mai, cho rằng Tề Đẳng Nhàn chỉ đang giả vờ thôi. Lâm Vãn Thu khoanh tay, cười lạnh nói, cứ để hắn tiếp tục giả vờ đi, nếu trong vòng 10 phút, Triệu Tổng không đến, mấy người cứ trực tiếp đánh gãy tay chân của hắn. Tôi sẽ tự mình mời Triệu Tổng đến xem tên phế vật này một chút. Các vệ sĩ không khỏi gật đầu. Tề Đẳng Nhàn nói, người phụ nữ của anh nói cho anh 10 phút, nếu anh không tới, cô ta sẽ đánh gãy tay chân của tôi. Nhị đương gia, xin ngài bình tĩnh lại,
ngồi xuống uống chén trà hút một điếu thuốc, tôi lập tức tới ngay. Triệu Hắc Long kêu lên, trong điện thoại đã truyền đến một loạt âm thanh hốt hoảng, luống cuống, nhanh nhanh nhanh, lái xe đưa tôi đến biệt thự Long Cảnh. Tề Đẳng Nhàn tiện tay cúp máy, nhét điện thoại vào túi. Thế nào, không giả vờ nữa, không làm bộ tiếp được sao? Lâm Vãn Thu nhìn Tề Đẳng Nhàn cười khẩy, hỏi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn Kiều Thu Mộng nói, cô có khát nước không, tôi rót cho cô một cốc nước nhé. Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt, kêu lên, Tề Đẳng Nhàn, đầu óc anh thật sự có vấn đề. Tề Đẳng Nhàn thuận tay cầm ly nước lên, rót hai ly nước, đưa cho Kiều Thu Mộng một ly. Nói chuyện với người phụ nữ này, tôi đã khát từ lâu rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Chấm chấm chấm, Kiều Thu Mộng không nói nên lời, cô ta rất nghi ngờ liệu não của Tề Đẳng Nhàn có thực sự có vấn đề hay không, hay hắn đã bị Lâm Vãn Thu hù dọa cho sợ hãi rồi. Lâm Vãn Thu kiên nhẫn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo trên cổ tay, đã 10 phút trôi qua, cô ta ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nói, đã 10 phút rồi, Triệu Tổng vẫn chưa đến. Kiều Thu Mộng không khỏi mím môi, quả nhiên, cuộc điện thoại vừa rồi của Tề Đẳng Nhàn chỉ là làm bộ làm tịch thôi, làm sao hắn có thể liên lạc được với một nhân vật tầm cỡ như Triệu Hắc Long cơ chứ? Đánh cho tôi, đánh thật mạnh vào, tay chân hắn đều phải đánh gãy. Lâm Vãn Thu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trầm giọng quát. Mười mấy tên vệ sĩ lập tức hành động, bao vây cả Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng ở bên trong. Kiều Thu Mộng bất lực bật khóc, cầu xin, Lâm tiểu thư, để tôi quỳ xuống cho cô, đừng đánh anh ta. Tốt, mau quỳ xuống, khấu đầu với tôi, dập đầu thật mạnh vào. Tôi không cho phép thì không được dừng lại, Lâm Vãn Thu chế giễu nói. Nói xong, Kiều Thu Mộng gập cong đầu gối, chuẩn bị quỳ xuống. Tề Đẳng Nhàn không ngờ rằng Kiều Thu Mộng vậy mà lại đồng ý quỳ xuống trước mặt Lâm Vãn Thu vì mình. Hắn tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay kéo Kiều Thu Mộng lên, bình tĩnh nói Thu Mộng. Đáng lẽ cô nên tin tôi một lần. Kiều Thu Mộng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tề Đẳng Nhàn, lắc đầu, bản thân phải làm thế nào mới tin Tề Đẳng Nhàn được đây? Cô không cần phải vì loại người này mà quỳ xuống, tôi sẽ khiến cô ta ngoan ngoãn xin lỗi cô và sám hối với những gì mình đã làm, còn phải bắt cô ta đền bù những thiệt hại mà tập đoàn Kiều Thị phải chịu. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Lâm Vãn Thu không nghe nổi nữa, tức giận vẫy tay, nói đủ rồi. Tôi ngán đứng đây nhìn anh làm bộ làm tịch rồi, Kiều Thu Mộng, cô cút sang một bên quỳ đi. Các người lập tức bắt lấy hắn, đánh gãy tay chân của hắn cho tôi. Tôi muốn anh ta phải bò tới bệnh viện như một con sâu bọ. Đám vệ sĩ gật đầu, từng người một xắn tay áo lên, chuẩn bị động thủ. Dừng lại cho tôi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng giống giận. Đám vệ sĩ bị dọa sợ, quay đầu lại, bất ngờ chính là sếp lớn của bọn họ. Người sáng lập thương hội Hắc Long, Triệu Hắc Long. Đầu Kiều Thu Mộng kêu ong ong, Triệu Hắc Long, vậy mà đến thật rồi. Là Tề Đẳng Nhàn gọi đến sao? Lâm Vãn Thu nhìn thấy Triệu Hắc Long liền cười, nói Triệu tiên sinh, anh đến rồi. Em vừa định gọi cho anh. Triệu Hắc Long xua xua tay, đám vệ sĩ đang vây quanh Tề Đẳng Nhàn lập tức tản sang một bên. Triệu tiên sinh, cuối cùng anh cũng đến rồi, nếu không em đã bị người đàn ông này ức hiếp rồi. Cô ta ở trên lĩnh vực khác không đấu lại em, liền gọi người đàn ông của cô ta đến, muốn đánh em, anh phải làm chủ cho em đấy. Lâm Vãn Thu dựa đến gần Triệu Hắc Long, bộ dạng nịnh nọt lấy lòng, tỏ ra đáng thương khiến người khác đau lòng. Da đầu Triệu Hắc Long không nhìn được nổi gân xanh, trong lòng nhất thời hoảng loạn, không biết phải ăn nói với Tề Đẳng Nhàn như thế nào. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói cá trạch nhỏ, anh nói xem, chuyện này để tôi tự mình giải quyết hay là anh giải quyết cho tôi đây? To gan, lại dám ăn nói ngông cuồng ở trước mặt hội trưởng Triệu. Tên không biết trời đất là gì, hôm nay tao phải phế mày, cho mày biết thế nào là tôn ti trật tự. Dám sỉ nhục hội trưởng Triệu, hôm nay không xé nát được cái miệng thối của mày, tao tuyệt đối không bỏ qua. Đám vệ sĩ đều vô cùng tức giận, tranh thủ thể hiện bản thân trước mặt Triệu Hắc Long. Sắc mặt của Lâm Vãn Thu cũng lạnh xuống, nói tên rác rưởi ăn nói không biết suy nghĩ. Lại dám nói chuyện như thế với hội trưởng Triệu, bây giờ anh có thể quay về, cùng với cả nhà anh chọn mộ rồi. Lâm Vãn Thu quay đầu lại thấy mặt Triệu Hắc Long đã tái mét đi, vậy mà lại. Sợ hãi. Lâm Vãn Thu, ai cho cô cái gan đấy, dám nói chuyện như thế với nhị đương gia.
Triệu Hắc Long quát lớn, hất tay của Lâm Vãn Thu ra, tát thẳng vào mặt cô. Lâm Vãn Thu trực tiếp bị Triệu Hắc Long tát ngã lên ghế sofa, cô bụng lấy mặt, mặt đỏ bừng. Cô vô cùng mờ mịt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đám vệ sĩ ai nấy cũng há hốc mồm, không dám nói gì, rõ ràng là đã bị chuyện trước mắt dọa sợ. Nhị nương gia, thật là xin lỗi, cô ta ngu ngốc không hiểu chuyện, vậy mà dám đắc tội ngài. Khiến ngài phải đích thân đến giải quyết rắc rối, là do tôi sai. Triệu Hắc Long đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, lập tức cúi đầu khom lưng. Nhìn người sáng lập thương hội Hắc Long bình thường oai phong, nay lại cúi đầu khom lưng xin lỗi Tề Đẳng Nhàn, mọi người đều ngơ ra. Kiều Thu Mộng cũng không dám tin, quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn, vậy mà hắn lại có năng lực như vậy. Có thể khiến Triệu Hắc Long phải khúm núm như thế. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói được rồi, tôi không đến đây xem anh diễn kịch, mà đến giải quyết rắc rối. Nhị đương gia thấy nên giải quyết thế nào? Triệu Hắc Long khách sáo nói. Tôi đã từng nói điều kiện của tôi rồi, để cô ta làm y như vậy là được. Tề Đẳng Nhàn liếc Lâm Vãn Thu một cái, khinh thường nói. Triệu Hắc Long quay đầu lại nhìn Lâm Vãn Thu, tức giận nói điều kiện nhị đương gia cho cô lại dám không đồng ý. Còn dám chần chừ, chán sống rồi à? Triệu tiên sinh, tôi không biết, ngài và Tề tiên sinh có quan hệ như vậy. Lâm Vãn Thu nói năng lộn xộn, bị dọa cho mặt trắng. Triệu Hắc Long lạnh lùng nói nhị đương gia bảo cô làm gì, thì cô làm cái đấy, nếu không đừng trách tôi vô tình. Lâm Vãn Thu bị Triệu Hắc Long dọa cho khóc lớn, cả người không ngừng run rẩy. Đám vệ sĩ ban nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ đến rắm cũng không dám đánh một cái. Tề Đẳng Nhàn không giả vờ gọi điện thoại, mà thật sự gọi Triệu Hắc Long đến rồi, hơn nữa Triệu Hắc Long còn rất sợ hắn. Kiều Thu Mộng vẫn còn đang ngây người, bộp một tiếng, ngước mắt lên nhìn, đã thấy Lâm Vãn Thu quỳ trước mặt mình. Thu Mộng, xin lỗi, tất cả là do tớ sai. Hôm qua tớ không nên chế giễu cậu, càng không nên không trân trọng quan hệ bạn học giữa chúng ta. Bây giờ tớ quỳ xuống chân thành xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho tớ. Lúc nãy nước mắt nước mũi Lâm Vãn Thu đã chảy xuống tèm nhem, cầu khẩn Kiều Thu Mộng tha thứ cho bản thân. Kiều Thu Mộng vẫn còn ngơ ngác, vốn dĩ cô ta đến quỳ xin lỗi Lâm Vãn Thu 3 ngày 3 đêm, nhưng, bây giờ lại ngược lại. Lâm Vãn Thu lại quỳ xuống xin lỗi cô, hơn nữa còn nhắc đến quan hệ bạn học của hai người, cầu xin cô tha thứ cho cô ta. Tớ quay về lập tức viết bài xin lỗi tập đoàn Kiều Thị, sau đó như hôm qua đã nói, làm người đại diện cho tập đoàn Kiều Thị vô điều kiện. Tất cả tổn thất của tập đoàn Kiều Thị, cũng do tớ gánh chịu. Thu Mộng, cầu xin cậu, nể tình quan hệ bạn học của chúng ta năm đó, cho tớ một cơ hội, tha thứ cho tớ đi. Lâm Vãn Thu vừa nói, còn vừa tự vả miệng mình, bộ dạng vô cùng thành khẩn. Tề Đẳng Nhàn khoanh tay lạnh lùng cười, không nói gì. Kiều Thu Mộng không đành lòng, liền lắc đầu, nói sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu cần gì phải làm khó nhau như vậy. Chúng ta nói thế nào cũng là bạn học, sau khi bước vào xã hội, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải là coi nhau như kẻ thù. Cậu mau đứng dậy đi, tớ tha thứ cho cậu. Lâm Vãn Thu khóc thút thít đứng dậy, nói cảm ơn cậu, Thu Mộng. Nhị đương gia, ngài xem, cô ấy cũng nói xin lỗi rồi, hơn nữa vợ của ngài cũng tha thứ cho cô ta rồi. Triệu Hắc Long cười ha hả nói. Cứ vậy đi, Tề Đẳng Nhàn không mặn không nhạt nói. Triệu Hắc Long lúc này mới thả lỏng, cũng coi như vượt qua cửa ải này rồi. Lâm Vãn Thu lau nước mắt trên mặt mình, trong lòng vẫn còn hơi hoảng sợ, Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc có thân phận như nào, không phải chỉ là một tên cảnh ngục nhỏ bé thôi sao? Tại sao có thể khiến Triệu Hắc Long khúm núm như vậy? Đi thôi, chúng ta đi về. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay ra trước mặt Kiều Thu Mộng, đưa cô ta ra ngoài. Kiều Thu Mộng không nhịn được hỏi Triệu Hắc Long sao lại nghe lời anh như vậy. Trước đây anh ta từng ngồi tù, ở trong ngục giam, tôi rất chiếu cố anh ta. Tề Đẳng Nhàn cười giải thích. Vừa mới về đến tập đoàn, đã nhận được tin xấu, Kiều Thu Mộng bị hội đồng quản trị tuyên bố khai trừ khỏi ghế chủ tịch. Kiều Thanh Vũ, cô có ý gì? Kiều Thu Mộng trực tiếp xông vào phòng họp, lớn tiếng chất vấn. Đây là ý của tôi. Một âm thanh già nua vang lên, Kiều Thu Mộng mới phát hiện, có một ông già đang ngồi ở chỗ khuất. Ông nội, Kiều Thu Mộng sửng sốt, sau đó cắn chặt răng. Kiều lão gia xuất hiện trong hội đồng ban quản trị,
khiến Kiều Thu Mộng vô cùng ngạc nhiên. Kiều lão gia đã nghỉ hưu từ lâu rồi, rất ít khi quan tâm đến chuyện này, không ngờ hôm nay đột nhiên tại xuất hiện ở đây. Thu Mộng, đây là quyết định của ta. Từ khi con làm chủ tịch đến giờ, lợi nhuận của tập đoàn không có thay đổi gì lớn. Hơn nữa, còn vì thu mua cổ phần của bất động sản Trương Thị khiến tài chính của công ty bị hao hụt. Động phải người nhà họ Khang, suýt nữa khiến Kiều gia tai họa ngập đầu. Còn đắc tội Lâm tiểu thư, khiến danh dự công ty chịu tổn thất. Kiều lão gia bình tĩnh nói, giọng nói rất kiên định. Hốc mắt Kiều Thu Mộng không khỏi hồng lên, ngoại trừ việc bất động sản Trương Thị ôm tiền bỏ trốn ra, những chuyện khác đâu phải cô ta chủ động gây rắc rối, mà rõ ràng là có người hãm hại cô. Nhưng cô không ngờ rằng, thân là ông nội một nhà, lại không hỏi han căn nguyên sự việc mà chỉ nhìn kết quả. Ông nội, con đã giải hòa với Lâm Vãn Thu rồi, hơn nữa, cô ấy nói sẽ xin lỗi tập đoàn Kiều Thị chúng ta, bồi thường tổn thất, thậm chí ký hợp đồng với chúng ta vô điều kiện. Kiều Thu Mộng cắn môi nói, cô không muốn mất đi vị trí này. Ha ha ha, Kiều Thu Mộng cô nói đùa gì vậy? Cô Lâm đã nói rồi, cô và thằng chồng phế vật của cô, phải đến trước cửa nhà cô ấy quỷ 3 ngày 3 đêm. Bây giờ còn chưa được 3 tiếng đã giải quyết xong rồi. Còn bảo cô Lâm xin lỗi tập đoàn Kiều Thị, bồi thường tổn thất, thậm chí ký hợp đồng vô điều kiện. Cô nói dối có thể nói chuyện đáng tin một chút được không? Kiều Thanh Vũ lạnh lùng mở miệng nói, cô ta vừa nói dứt câu, đám cấp cao của công ty liền cười lớn, quả thật, lời Kiều Thu Mộng vừa nói quá không đáng tin. Kiều lão gia lắc đầu, nói chuyện này đã quyết định rồi, không thảo luận thêm nữa, Kiều Thu Mộng không còn là chủ tịch của tập đoàn Kiều Thị nữa. Ông ta vừa dứt lời, trên cơ bản đều là ván đã đóng thuyền. Tề Đẳng Nhàn lại cười nói lão gia đừng quyết định linh tinh vậy chứ, cô Lâm bên đó chỉ quen Thu Mộng, ông cắt chức cô ấy, cô Lâm không ký hợp đồng nữa, mới là tổn thất to lớn của công ty. Kiều lão gia mặt lạnh xuống, trầm giọng nói cậu là Tề Đẳng Nhàn. Năm đó Kiều gia nợ ân nghĩa của bố cậu, mới đưa Thu Mộng cho cậu để bù đắp. Cậu đừng có không biết tốt xấu, nếu không, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Kiều Thanh Vũ cười nhạo nói Tề Đằng Nhàn anh ít ở đây nói nhảm đi, còn nói cô Lâm chỉ quen Thu Mộng nữa. Chúng tôi cắt chức cô ta, rồi đi cầu xin cô Lâm tha thứ, ngược lại còn dễ hơn. Anh cũng có lòng giúp cô ta giữ chức rồi, đến cả lời nói dối như vậy cũng nói ra được. Tề Đằng Nhàn không để ý đến Kiều Thanh Vũ, mà chỉ nhìn Kiều lão gia nói lão gia, Lâm Vãn Thu đã nói sẽ bồi thường tổn thất, hơn nữa còn xin lỗi và hợp tác vô điều kiện. Đây là tiền tự đưa đến cửa, nếu bây giờ ông cắt chức cô ấy, tôi có thể đảm bảo, số tiền này Kiều Thị không nhận được một xu, Lâm Vãn Thu cũng sẽ không ký hợp đồng với tập đoàn Kiều Thị. Ha ha ha, Kiều Thanh Vũ trực tiếp cười lớn không kiêng nể gì, nói nếu cậu thật sự có thể khiến Lâm Vãn Thu tha thứ cho các người, hơn nữa còn hợp tác vô điều kiện, tôi lập tức quỳ xuống gọi cậu là bố. Tề Đằng Nhàn nghe cô ta nói câu này, trên mặt lập tức tỏ ra mỉa mai, theo lý mà nói. Kiều Thanh Vũ đáng lẽ phải quỳ xuống gọi hắn là bố mấy lần rồi. Được, đây là cô nói đấy, một lúc nữa người của Lâm Vãn Thu sẽ đưa hợp đồng đã ký kết và chi phiếu đến, hy vọng cô đừng hối hận. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Tôi đương nhiên sẽ không hối hận, chỉ là, nếu như mọi chuyện không như những gì anh nói, vậy thì từ giờ về sau mỗi lần anh nhìn thấy tôi, đều phải quỳ xuống, tôi không cho anh đứng dậy, anh không được phép đứng dậy. Kiều Thanh Vũ khoanh tay nói. Bộ dạng như là đã thắng Tề Đẳng Nhàn. Kiều lão gia xua tay, trực tiếp ngắt lời của bọn họ, nói ta nghe nói tập đoàn Hướng Thị bỏ rất nhiều công sức trên miếng đất được khai phá ở Tân Thế Kỷ, hơn nữa có một số hạng mục sẽ cho bên ngoài thầu, việc này là việc vô cùng quan trọng, nếu có thể lấy được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị, sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của tập đoàn Kiều Thị. Tập đoàn Hướng Thị sao? Doanh nghiệp dẫn đầu, thành phố Trung Hải. Muốn lấy được hạng mục của bọn họ không dễ đâu. Đúng vậy, danh tiếng của Hướng Đông Thanh như sấm đánh bên tai, nổi tiếng là lạnh lùng khắc nghiệt, không dễ tiếp xúc. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội, chúng ta nhất định phải dốc sức ứng phó, lấy được một số hạng mục của Tân Thế Kỷ. Lời nói của Kiều lão gia lập tức thu hút mọi người, bọn họ bắt đầu thảo luận vấn đề này. Lúc này Tề Đẳng Nhàn nói Kiều Thu Mộng có thể lấy được hạng mục này. Hắn đã giao hẹn với Hướng Đông Thanh, Tân Thế Kỷ khai phá, hắn có quyền nói nhất định. Dù sao thì, miếng đất này là hắn giúp tập đoàn Hướng Thị giữ lại từ tay của tập đoàn Hổ Môn. T.
Tề Đẳng Nhàn vừa nói dứt câu, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Người nào người nấy đều dừng lại, nhao nhao nhìn về phía Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng bị lời nói đột ngột của Tề Đẳng Nhàn làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, mặt tỏ ra kinh ngạc, quay lại ngạc nhiên nhìn Tề Đẳng Nhàn, sao anh lại nói linh tinh vậy? Đối mặt với quái vật khổng lồ như tập đoàn Hướng Thị, tập đoàn Kiều Thị căn bản không đáng nói, cô ta không nắm chắc có thể lấy được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Ông nội, cháu đề nghị đuổi tên tiểu nhân ăn nói ngông cuồng này ra ngoài trước, tránh làm phiền chúng ta họp, bố trí chiến lược. Kiều Thanh Vũ nói, tên phế vật này cả ngày chỉ biết nói mạnh miệng để thu hút sự chú ý, bản thân đến cả một tí bản lĩnh cũng không có, ngược lại còn thích gây chuyện. Nếu như Kiều Thu Mộng có năng lực, tôi liền có thể kết bạn làm ăn với tập đoàn Từ Thị ở Đế Đô. Sắc mặt Kiều lão gia không khỏi cũng đen lại, lạnh lùng nói Thu Mộng, đây là ý của cháu. Kiều Thu Mộng đang định lắc đầu, Tề Đẳng Nhàn liền nói đây là ý của Kiều Thu Mộng, cô ấy có năng lực này. Cháu, Kiều Thu Mộng rất muốn nói, nhưng phản ứng của Tề Đẳng Nhàn lúc nào cũng nhanh hơn cô ta một bước, điều này khiến cô vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ. Ha ha ha, tập đoàn Hướng Thị không phải công ty nhỏ, Kiều Thu Mộng có năng lực đấy. Đùa gì vậy? Kiều Thu Mộng chỉ đạo, tập đoàn chỉ có lỗ vốn, căn bản không có lợi nhuận. Cô ta có năng lực chết tiệt gì mà đòi hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, thật là buồn cười. Hai tên tiểu nhân ăn nói ngông cuồng, thật sự vì giữ chức mà mặt dày thật đấy. Kiều Thanh Vũ và đám cấp cao trong công ty đều nhao nhao khinh thường. Kiều lão gia nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tề Đẳng Nhàn để ý tiếng ho của ông hơi khác lạ, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nhiều. Lúc này Kiều Thu Mộng cấu Tề Đẳng Nhàn một cái thật mạnh. Cắn răng thấp giọng nói Tề Đẳng Nhàn, anh lại dở trò gì vậy? Tôi căn bản không có năng lực này, anh muốn hại chết tôi à? Đúng lúc này, thư ký đi đến báo, nói Kiều Tổng, bên ngoài có người, tự nhận là thư ký của Lâm Vãn Thu, muốn tìm ngài. Tìm tôi, Kiều Thanh Vũ đứng dậy, có chút kích động. Không phải, là tìm Kiều Thu Mộng Kiều Tổng, thư ký ngại ngùng chỉ Kiều Thu Mộng. Kiều Thanh Vũ lập tức gượng gạo, lạnh lùng nói nhất định là gửi tối hậu thư đến. Tề Đẳng Nhàn, anh cứ đợi đấy mà quỳ xuống cho tôi đi. Thư ký được Lâm Vãn Thu sai đến được mời vào phòng họp. Chị thư ký, mong chị về nói với cô Lâm, chúng tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách để nhận được sự tha thứ của cô ấy, mong cô ấy cho chúng tôi một ít thời gian. Kiều Thanh Vũ vội vàng nói. Thư ký kỳ lạ liếc Kiều Thanh Vũ một cái, không để ý, mà nói với Kiều Thu Mộng Kiều Tổng, thật sự ngại quá, cô Lâm trong người không khỏe, nên không thể tự mình đến. Kiều Thu Mộng đương nhiên biết vì sao Lâm Vãn Thu không khỏe trong người, dù sao cũng vừa bị Triệu Hắc Long tát cho một cái, bây giờ mặt chắc đã sưng vù rồi. Không sao, có chuyện gì không? Kiều Thu Mộng lịch sự hỏi. Chuyện là như vậy, cô Lâm đã viết xong thư xin lỗi, mời cô nhìn qua, còn đây là hợp đồng đã ký làm người đại diện vô điều kiện với quý công ty, cuối cùng, đây là 30 triệu tệ tiền đền bù tổn thất. Thư ký rút ra ba thứ từ trong túi, thư xin lỗi. Hợp đồng, chi phiếu. Câu nói này của thư ký của Lâm Vãn Thu khiến tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. Vừa này bọn họ còn định xem Kiều Thu Mộng bị làm khó, nhưng người ta căn bản không tới để gây chuyện, mà là để xin lỗi. Kiều Thu Mộng có năng lực gì, khiến Lâm Vãn Thu phải cúi đầu. Hèn mọn như vậy. Kiều Thanh Vũ há hốc mồm nhìn chuyện xảy ra trước mắt, cảm thấy có một cái tát cả một cái đau điếng lên mặt cô ta, tát bôm bốp, vô cùng khó chịu. Kiều lão gia nhìn chuyện này cũng không khỏi nhíu mày lại, ông ta còn đang định thảo luận làm thế nào để xin Lâm Vãn Thu tha thứ, nhưng không ngờ đến, Kiều Thu Mộng sớm đã giải quyết xong rồi. Không phải, có phải cô nhầm rồi không? Kiều Thu Mộng đắc tội Lâm Vãn Thu thảm như vậy, cô Lâm lại tha thứ cho cô ấy. Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên nói. Cô Lâm chân thành xin lỗi cô, mong cô có thể chấp nhận. Thư ký không thèm để ý đến Kiều Thanh Vũ, mà trực tiếp nói với Kiều Thu Mộng. Cái gì, cô Lâm xin lỗi Kiều Thu Mộng. Mọi người ai ai cũng như sét đánh ngang tai, trong đầu không ngừng kêu ong ong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tề Đẳng Nhàn giúp Kiều Thu Mộng lấy đồ từ trong tay thư ký, nói tâm ý của Lâm Vãn Thu, chúng tôi biết rồi, về nói với cô ta, mọi chuyện đến đây là được rồi. Vâng, Tề tiên sinh, thư ký khách sáo đáp lại, sau đó lập tức đi rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, mặt lạnh lùng nhìn Kiều Thanh Vũ. Nói quỳ xuống gọi bố. Cái gì,
anh bắt tôi quỳ xuống gọi anh là bố. Anh xứng không? Cái tên cảnh ngục chết tiệt. Kiều Thanh Vũ ngạc nhiên đan lẫn tức giận nói. Vừa rồi, là cô đánh cược với tôi, cô nói nếu chúng tôi giải quyết được chuyện này, cô lập tức quỳ xuống gọi tôi là bố. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói mọi người ở đây đều nghe thấy, bây giờ cô lại định ăn quỵt nữa đấy à? Sắc mặt Kiều Thanh Vũ lúc xanh lúc đỏ, sắc mặt Kiều Quốc Đống cũng trở nên khó coi, Kiều Thanh Vũ chính là con gái của ông ta, quỳ xuống gọi một người trẻ tuổi là bố, còn ra thể thống gì? Kiều Thanh Vũ cười lạnh nói tôi chính là muốn ăn quỵt, anh làm gì được tôi? Đây là tập đoàn Kiều Thị, là sản nghiệp của nhà họ Kiều, tôi muốn làm gì thì làm cái đấy. Tôi ăn quỵt đấy, anh không phục à? Anh có không phục, cũng làm gì được. Tề Đảng Nhàn quay đầu lại nhìn Kiều Lão gia, nói Kiều Lão thấy sao? Kiều Lão gia trực tiếp coi như không nghe thấy gì, rõ ràng là thiên vị Kiều Thanh Vũ. Kiều Thu Mộng lúc này cũng vô cùng tức giận. Cô ta hiểu rất rõ, với tính cách hung hăng của Kiều Thanh Vũ, nếu Tề Đảng Nhàn thua rồi, nhất định sẽ bị cô ta ép vào con đường cùng. Nhưng Tề Đảng Nhàn thắng rồi, cô ta lại trực tiếp ăn quỵt, hơn nữa còn nói quang minh chính địa như vậy, vô sỉ như thế này thật khiến người ta thấy khinh thường. Quan trọng là, đám cấp cao và Kiều Lão gia cũng đều thiên vị cô ta, dường như coi như chưa từng xảy ra chuyện này. À, vậy thì thôi đi, tôi cũng xé cái này đi. Coi như là tôi thua rồi đi. Tề Đảng Nhàn cười ha hả nâng tay lên, soạt một tiếng, xé rách thư xin lỗi. Mí mắt của Kiều Lão gia giật mạnh, đám cấp cao cũng sửng sốt. Tờ chi phiếu 30 triệu tệ này cũng xé luôn đi, dù sao mọi người cũng không nhận. Tề Đảng Nhàn tiếp tục cười nói. Từ từ, Kiều Lão gia vội vàng đứng dậy. Soạt, mọi người nhìn thấy, một tờ giấy trên tay Tề Đảng Nhàn bị xé nát. Ai ai cũng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không ngờ, chi phiếu 30 triệu tệ mà Tề Đảng Nhàn nói xé là xé. Kiều Lão gia cũng tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng, phẫn nộ nói anh. Anh đem 30 triệu tệ của tập đoàn Kiều Thị xé rồi. Ha ha, xé một tờ giấy trắng mà thôi, chi phiếu vẫn còn ở đây. Nhưng mà, nếu có người tiếp tục ăn quỵt, vậy thì tôi không chắc có thật sự xé nó không đâu. Kiều Lão gia trầm giọng nói Thu Mộng. Còn không trông coi chồng của con đi. Kiều Thu Mộng lúc này cũng vô cùng tức giận, trực tiếp coi như không nghe thấy gì. Đều là người một nhà, dựa vào đâu người nào cũng chỉ bắt nạt mình. Tề Đảng Nhàn ngáp một cái, nói vậy tôi xé thật đấy nhá, đến lúc đấy các người đến tìm Lâm Vãn Thu mà giải thích. Nói xong câu này, hắn thật sự định xé tờ chi phiếu 30 triệu tệ. Đừng đừng đừng, cháu rể, có gì từ từ nói. Kiều Lão gia thay đổi sắc mặt. Cười hiền lành nói, giọng điệu vô cùng ôn hòa. Hả, lão gia, ông nói phải làm sao, có người muốn ăn quỵt, tôi giữ lại cũng không có ích gì. Tề Đăng Nhàn tỏ ra khó xử nói. Kiều lão gia giận mà không thể nói ra, nhưng vẫn cười nói ai dám ăn quỵt. Vừa rồi mọi người đều nghe rõ ràng, không ai dám ăn quỵt ở trước mặt ta. Kiều Thanh Vũ vội vàng nói ông nội. Câm mồm, Kiều lão gia quát mắng nói làm sai thì phải chịu. Nhận cược thì phải chấp nhận thất bại. Kiều Thanh Vũ, lập tức thực hiện lời hứa hẹn của cháu đi. Kiều Thanh Vũ bị Kiều Lão gia quát liền tỏ ra vô cùng tủi thân, cả mặt đều đỏ bừng lên. Tề Đảng Nhàn vẫy vẫy tờ chi phiếu trên tay, ý nói Kiều Thanh Vũ mau lên. Bộp! Trước mặt mọi người, Kiều Thanh Vũ chỉ đành quỳ trước mặt Tề Đảng Nhàn. Trong lòng cô ta nghẹn một cục tức, bản thân. Vậy mà lại phải quỳ xuống trước mặt một người đàn ông trước giờ bản thân đều vô cùng khinh thường. Bố, Kiều Thanh Vũ nghiến răng nói ra một chữ này ra khỏi kẽ răng. Kiều Quốc Đống đang ngồi trên ghế cũng giận đến mức hai mắt đỏ bừng, nhưng không còn cách nào khác, dù sao cũng là Kiều Thanh Vũ tự bắt đầu câu chuyện. Kiều Thu Mộng quay đầu lại, nhìn Tề Đảng Nhàn bằng ánh mắt trách móc, mặc dù cô ta cũng cảm thấy như vậy rất đã, nhưng cảm thấy cũng hơi quá đáng. Tề Đảng Nhàn cười xùy một tiếng, nói được rồi, con gái ngoan đứng lên đi. Nói xong câu này, anh liền ném chi phiếu cả hợp đồng cho Kiều Lão gia, nói Kiều Lão gia, Kiều Thu Mộng không phải là nên tiếp tục chức chủ tịch sao? Kiều Lão gia im lặng gật đầu. Trái tim Kiều Thu Mộng lúc này mới thả lỏng, quay đầu lại nhìn Tề Đảng Nhàn mỉm cười. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô ta cười với Tề Đảng Nhàn. Kiều Thanh Vũ đứng lên lập tức hổn hển lớn giọng nói vừa nãy Kiều Thu Mộng cũng hứa hẹn sẽ lấy được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Ông nội,
cháu thấy có thể dùng chuyện này để khảo sát cô ta. Nếu như thực sự có thể làm được, vậy thì tiếp tục làm chức chủ tịch, mọi người có ý kiến gì không? Nếu như cô ta không làm được, vậy thì để cô ta nhanh chóng từ chức nhường chỗ cho người tài. Không sai, vừa nãy Kiều Thu Mộng tự nói, cô ấy có thể giành được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Có người lên tiếng nhắc nhở Kiều lão gia. Trong lòng Kiều Thu Mộng không khỏi khẩn trương, đây rõ ràng là lời Tề Đẳng Nhàn nói, cô ta chưa từng nói như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn dáng vẻ thấp thỏm bồn chồn của Kiều Thu Mộng, liền bình tĩnh nói cô không cần phải lo lắng, chắc chắn có thể lấy được hạng mục này, lấy cái này để củng cố địa vị của cô ở tập đoàn là được rồi. Kiều lão gia nói Thu Mộng, trong thời gian con lên làm chủ tịch, đã làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng, có thể khiến Lâm tiểu thư bồi thường tổn thất cho tập đoàn, hơn nữa còn miễn phí ký hợp đồng với chúng ta, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Hơn nữa, tự con cũng nói, có thể giành được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Vậy thì, nhiệm vụ này giao hết cho con. Nếu như thật sự có thể lấy được một hạng mục trở lên từ tập đoàn Hướng Thị, thì con có thể tiếp tục nhận chức chủ tịch. Nếu không, chỉ đành đổi người khác đến làm thôi. Kiều Thu Mộng khó khăn gật đầu, nói cảm ơn ông nội, con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng. Kiều Thanh Vũ không nhịn được chế giễu nói nếu như cố gắng là có thể lấy được hạng mục của Hướng Thị, vậy thì sợ rằng hạng mục của Hướng Thị không đủ dùng rồi. Tề Đẳng Nhàn nghe cô ta nói, không khỏi cảm thấy phiền chán, cười lạnh nói vậy cô có muốn cược tiếp không? Kiều Thanh Vũ bị câu nói này của hắn làm sặc cả mặt đỏ bừng, tức giận đến mức muốn xông lên trực tiếp giết chết hắn. Tôi đợi Kiều Thu Mộng giành được hạng mục của tập đoàn Hướng Thị. Kiều Thanh Vũ không trả lời câu hỏi của Tề Đẳng Nhàn, chỉ hừ lạnh một tiếng. Kiều lão gia xua xua tay, tuyên bố tan họp, mọi người đều dần dần tản đi. Tề Đẳng Nhàn, anh làm cái gì vậy, sao lại thay tôi đồng ý? Xí nghiệp như tập đoàn Hướng Thị, căn bản không đếm xỉa đến tập đoàn Kiều Thị, sao tôi lấy được hạng mục từ tay họ? Kiều Thu Mộng đưa Tề Đẳng Nhàn vào phòng làm việc, vừa đóng cửa lại, lập tức chất vấn hắn. Cô yên tâm, tôi chắc chắn giành được, tôi là phó phòng bộ phận an ninh tập đoàn Hướng Thị, là tôi giúp Hướng Thị bảo vệ mảnh đất này, có quyền phát ngôn nhất định. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Kiều Thu Mộng nửa tin nửa ngờ nghe Tề Đẳng Nhàn nói, dù sao, hôm nay Tề Đẳng Nhàn quả thật đã giúp cô một việc lớn. Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh. Kiều Thu Mộng không vướng mắc vấn đề này nữa, mà nói lời cảm ơn Tề Đẳng Nhàn. Không phải khách sáo, vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường, Tề Đẳng Nhàn cười nói. Kiều Thu Mộng nghe xong lời này, mặt liền đen lại, lập tức mở cửa nói ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người ra, sau đấy liền bị Kiều Thu Mộng đẩy ra ngoài, khiến hắn không khỏi cảm thán một tiếng ăn cháo đá bát. Không đúng, qua cầu rút ván. Trên đường đến tập đoàn Hướng Thị, Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Hoàng Văn Lãng. Tề đại sư, hai ngày nữa con gái tôi tổ chức tiệc sinh nhật, con bé đặc biệt chỉ đích danh cậu, mong cậu có thể nể mặt tôi đến tham dự được không? Hoàng Văn Lãng khách sáo hỏi. Được thôi, Tề Đẳng Nhàn lập tức đồng ý. Hoàng Văn Lãng lại hàn huyên với Tề Đẳng Nhàn mấy câu, rồi mới ngắt điện thoại. Đến tập đoàn Hướng Thị tìm Hướng Đông Thanh, lúc này Hướng Tổng đang mặc một bộ váy Âu phục tông lạnh, trên đôi chân dài là chiếc tất da màu đen quyến rũ, mái tóc dài như cũ búi lên. Dùng một chiếc bút chỉ cuốn lại sau đầu, cả người toát từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ mạnh mẽ của một nữ doanh nhân. Lần trước tôi giúp cô bảo vệ miếng đất Tân Thế Kỷ khỏi tập đoàn Hổ Môn, cô cũng đồng ý cho tôi quyền phát ngôn nhất định miếng đất đó. Tề Đẳng Nhàn nói, hình như có chuyện đấy. Hướng Đông Thanh bình tĩnh nói, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chậm rãi xử lý tài liệu. Tề Đẳng Nhàn nói tôi muốn lấy hai hạng mục kiếm được kha khá tiền của miếng đất này cho tập đoàn Kiều Thị. Hướng Đông Thanh nghe xong, hơi ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh nói chuyện này anh tự sắp xếp, lát nữa tự tìm người chuyên phụ trách là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nói được, cứ vậy đi. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn rời đi, trong mắt Hướng Đông Thanh liền hiện lên một tia giảo hoạt, mang theo một chút toan tính. Vương Tổng, Hướng Đông Thanh nghe điện thoại Vương Tổng gọi đến, mời cô ta ăn một bữa. Được, đúng lúc tôi đang muốn ăn cá thạch hoa của nhà đấy. Vậy thì, tan làm không gặp không về. Nói xong liền ngắt điện thoại, Hướng Đông Thanh xoay chiếc bút bi trong tay, suy nghĩ đối sách. Tập đoàn Hổ Môn có xu hướng hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Từ Thị,
một bên là rắn địa phương, một bên là rồng qua sông, hai bên mà hợp tác với nhau, tập đoàn Hướng Thị liền không có cơ hội dẫy dụa. Rắn địa phương, nghĩa là thế lực vô cùng có sức ảnh hưởng trong một khu vực, rồng qua sông, nghĩa là thế lực đến từ bên ngoài vô cùng lớn mạnh. Vậy nên, cô ta quyết định tạm thời ổn định Vương Hổ trước, ngẫu nhiên ăn cơm cùng anh ta, thể hiện thái độ không rõ ràng, đợi đến lúc hoàn toàn chuyển được hết tiền đi, rồi mới đối đầu. Sao dạo gần đây cứ nghĩ đến đùi cả ngày vậy? Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi hỗn loạn, cố gắng vứt hình ảnh đôi chân dài của Hướng Đông Thanh ra khỏi đầu. Lúc trước ở trong tù, một tháng 10 ngày không nhìn một người phụ nữ, kể cả có nhìn thấy cũng không phải là mỹ nữ, nên mới tâm vô tạp niệm. Bây giờ quay lại thành phố, xung quanh lúc nào cũng có mỹ nữ vây quanh, còn có một Lý Vân Uyển lúc nào cũng muốn hôi của, nên, đầu óc có hơi loạn cũng là chuyện bình thường. Bảo sao Khưu Sứ Cơ một lòng cầu đào, nên đã trực tiếp tự thiến. Đàn bà, quả nhiên chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ xuất chiêu. Tề Đẳng Nhàn hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nghĩ. Vừa mới bước ra ngoài cửa, một chiếc BMW màu xanh phóng đến, dừng ở trước mặt hắn, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lý Vân Uyển. Anh Tề, lên xe đi, tôi mời anh đi ăn. Lý Vân Uyển cười nói. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp quên sạch sẽ suy nghĩ phải tránh xa Lý Vân Uyển, mở cửa xe, đúng lúc chưa ăn tối. Lý Vân Uyển nói anh Tề, thủ đoạn của anh quả thật là sớm rền gió cuốn, nhanh như vậy đã giải quyết được Lâm Vãn Thu rồi, tôi vừa mới nhìn thấy bài xin lỗi công bố trên mạng rồi. Đến trước cửa nhà hàng, Tề Đẳng Nhàn gặp phải người quen, con trai cả Hoàng Văn Lãng, Hoàng Kỳ Bân. Hoàng Kỳ Bân thấy Tề Đẳng Nhàn đi cùng bạn gái, cũng chỉ cười khách sáo gật đầu chào hỏi mà thôi, phong độ như vậy, quả thật không hổ danh là con trai nhà thị trường. Người chào hỏi anh là ai vậy? Sao tôi thấy quen thế nhỉ? Lý Vân Uyển tò mò hỏi. Con trai của Hoàng Văn Lãng, Hoàng Kỳ Bân, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Lý Vân Uyển kinh ngạc ở trong lòng, loại người như Hoàng Kỳ Bân, có vòng tròn riêng của mình, bình thường cô ta không tiếp xúc đến. Ngồi trong phòng chưa được bao lâu, vừa gọi được một bàn thức ăn, chưa ăn được mấy miếng, đã có một người phụ nữ vênh váo bước vào. Lý Vân Uyển, mau dọn dẹp gói đồ ăn lại cút đi, tôi muốn phòng này. Nhan sắc cô ta bình thường, nhưng quần áo lại lộng lẫy, vừa nói vừa ném một xấp tiền ra, khoảng 1.000 tệ. Lý Vân Uyển vừa nhìn thấy người phụ nữ này, lập tức kinh ngạc, nhẹ nhàng nhíu mày lại. Bên cạnh người phụ nữ còn có mấy người cũng vênh váo như thế, vô cùng kiêu ngạo. Lý Vân Uyển họ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn Tề Đẳng Nhàn nói anh Tề, hay là chúng ta đổi chỗ khác ăn. Tề Đẳng Nhàn lại không được thoải mái cho lắm, Lý Vân Uyển đã đặt phòng này rồi, đối phương còn vứt ra một xấp tiền muốn cướp. Nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian chúng tôi gọi món. Một lúc nữa Vương Tổng muốn mời Hướng Tổng đến đây ăn cơm, làm chậm trễ thời gian, cẩn thận tập đoàn Mộc Tử nhà cô bị phá sản đóng cửa. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng nói. Lý Vân Uyển nói nhỏ cô ta là thư ký của Vương Hổ, thiếu gia tập đoàn Hổ Môn, từ Tiểu Ngọc, không nhất thiết phải vì một bữa ăn mà chọc vào cô ta. Tề Đẳng Nhàn không ngờ rằng người phụ nữ này lại là thư ký của Vương Hổ, hơn nữa Vương Hổ còn ăn cơm cùng với Hướng Đông Thanh. Dựa vào cái gì phải nhường? Đây là phòng chúng tôi đặt trước, Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Từ Tiểu Ngọc nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm những việc ngu ngốc, nếu không, thuốc hối hận cũng không kịp ăn đâu. Lý Vân Uyển mím chặt môi không dám nói chuyện, tập đoàn Mộc Tử không dám tranh giành cùng với tập đoàn Hổ Môn, quả thật đối phương có năng lực khiến tập đoàn Mộc Tử phá sản trong phút chốc. Nhanh nhường phòng cho tôi, 10.000 tệ này coi như bồi thường cho các người. Ra ngoài mua đồ ăn mà bồi bổ cho bản thân. Tập đoàn Hổ Môn muốn phòng này, trực tiếp ném ra ngoài đi, đỡ tốn thời gian. Từ Tiểu Ngọc nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn lại ngồi yên không thèm nhúc nhích, dùng đũa gắp một miếng đùi gà, sau đó chậm rãi gặm. Lý Vân Uyển, đây là Tiểu Bạch Kiểm mà cô nuôi, mau bảo hắn cầm tiền rồi cút đi. Cùng một việc, tôi không muốn nói hai lần. Lý Vân Uyển kéo kéo ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn, nói chúng ta đi thôi. Tề Đẳng Nhàn lại cười ha hả, nói tôi vẫn chưa ăn no, đi cái gì mà đi, cô mời tôi ăn cơm, mời được một nửa thì thôi à. Không khỏi thiếu nghĩa khí quá đấy. Lần sau, cô đừng hòng qua đêm ở Vân Đỉnh Thiên Cung nữa. Vân Đỉnh Thiên Cung, ha ha ha,
thật là buồn cười, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của anh, trông giống người ở được biệt thự xa hoa nhất Trung Hải không? Vân Đỉnh Thiên Cung giá trị ước chừng 20 tỷ tệ, còn đáng giá gấp mấy lần công ty của Tiêu Phú Bà đang bao nuôi cậu. Từ Tiểu Ngọc nghe vậy liền cười khẩy. Nếu anh ta ở được Vân Đỉnh Thiên Cung, thì chúng ta cũng ở được Tử Cấm Thành ở Đế Đô rồi. Loài người này rõ ràng là đang giả vờ giả vịt mà thôi, mọi người cứ coi như đang nghe chuyện cười thôi, không có gì đáng nói cả. Lý Vân Uyển sống chung với Tề Đảng Nhàn mấy ngày nay, biết rõ hắn là loại người ăn mềm không ăn cứng, có lẽ thật sự không nhường phòng bao này cho Từ Tiểu Ngọc đâu. Cô ta thở dài một tiếng trong lòng, Tề Đảng Nhàn không sợ tập đoàn Hổ Môn, nhưng cô ta sợ mà. Tập đoàn Mộc Tử bé tí tẹo, căn bản không đủ cho tập đoàn Hổ Môn chơi đùa, nếu thật sự chèn ép, phá sản là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, không muốn gây sự. Tập đoàn Hổ Môn gì đó của các người cũng được, tập đoàn Long Môn cũng thế, đều cút hết đi, đừng làm phiền tôi ăn cơm. Tề Đảng Nhàn không để ý bọn họ trào phúng, mà bình tĩnh nói. Sắc mặt của Từ Tiểu Ngọc đột nhiên trở nên u ám, nói đúng là nghé con không sợ cọp, anh biết anh đang nói lời ngu ngốc gì không? Tề Đảng Nhàn chậm rãi gặm đùi gà, bình tĩnh nói cùng một lời nói, tôi không muốn nhắc lại lần hai. Từ Tiểu Ngọc cũng vừa nói lời tương tự như Tề Đảng Nhàn. Nghe thấy hắn ta nói lại lần nữa, chỉ cảm thấy châm chọc, đùa cợt khó có thể nói bằng lời, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Thư ký Từ, tên này không chỉ nghèo mà còn ngu. Dường như nghe không hiểu tiếng người. Dám giả vờ giả vịt trước mặt chúng ta, quả thật là não hỏng rồi. Cho anh tiền, thì thành thật mà nhận đi, sau đấy nhường phòng cho chúng tôi, đừng có ở đây làm nhảm nữa, cần thôi tôi đánh gãy chân chó của anh, khiến anh bỏ ra khỏi phòng. Người của tập đoàn Hổ Môn đi theo Từ Tiểu Ngọc cũng không ngừng cười lạnh. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói đừng nói cô chỉ là thư ký cả tập đoàn Hổ Môn, cho dù Vương Hổ đích thân đến đây tôi cũng không nhường. Ăn nói ngông cuồng. Từ Tiểu Ngọc không nhịn được lạnh giọng quát lớn. Ăn ăn ăn, ăn cái gì mà ăn, cầm tiền rồi cút cho bà. Tiền này đủ cho cậu ăn nửa năm rồi đấy. Một người đàn ông mặc tây trang bước lên, tức giận hét, nâng tay lên cầm lấy mép bàn, chuẩn bị lật. Ánh mặt Tề Đảng Nhàn lạnh xuống, vươn tay giữ chặt bàn, mặc kệ người đàn ông mặc tây trang dùng lực thế nào đi nữa, cũng không di chuyển cái bàn được chút nào. Trán hắn ta nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, dùng toàn bộ sức lực rồi nhưng vẫn như cũ không thể lật nổi bàn. Muốn phòng, thì bảo Vương Hổ tự mình đến đây, quỳ xuống dập đầu với tôi, nói không chừng tôi còn nể mặt hắn mời hướng Đông Thanh ăn cơm, mà cho mặt mũi, nhường phòng cho hắn. Các người ấy hả, chậc chậc. Không được, Tề Đảng Nhàn khinh thường, tay trái cầm đùi gà, tay phải chống lên mặt bàn, cười lạnh nói. Mẹ mày, người đàn ông mặc tây trang tức giận, hai tay đặt xuống dưới mặt bàn, dùng sức lật lên. Tề Đảng Nhàn không động đậy, tay phải vẫn như cũ giữ chặt bàn, không nhúc nhích. Mọi người thấy vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên, sức lực tên này lớn đến mức nào. Có tí sức lực ngu ngốc đấy là có thể kiêu ngạo hống hách à. Anh phải biết rằng trong xã hội này, không phải xem ai có sức lực hơn là có thể đứng vững, mà phải xem ai có quyền có thế. Từ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói. Từ Tiểu Ngọc đi đến trước bàn ăn, khiêu khích nhìn Tề Đảng Nhàn, ánh mắt lấp đầy bởi sát khí. Từ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé như thế. Chúng tôi là người của tập đoàn Hổ Môn, chúng tôi muốn ăn nhường phòng này thì anh phải nhường. Anh không muốn nhường, vậy cũng được. Để xem anh được mấy cân mấy lạng, đủ cho bọn tôi dạy dỗ không? Hơn nữa, chúng tôi dạy dỗ anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, Từ Tiểu Ngọc nhổ một bãi nước bọt vào trong bát canh xương. Người của tập đoàn Hổ Môn xung quanh đứng thành một vòng, bao vây Tề Đảng Nhàn. Anh rất thích ăn, chưa ăn no. Không sao, uống hết bát canh này, anh cũng đủ no rồi đấy. Uống hết bát canh này. Sau đấy ngoan ngoãn cút ra ngoài với Lý Vân Uyển, tôi có thể tha thứ cho sự vô tri của anh. Từ Tiểu Ngọc giễu cợt, cho rằng mình đang giữ ưu thế. Tề Đảng Nhàn lập tức cảm thấy ghê tởm, ăn không trôi nữa, tiện tay vứt miếng đùi gà sang một bên, sau đó ngoài cười nhung trong không cười cố có biết không, ông đây ghét nhất là người khác giẫm đạp đồ ăn. Gì ấm đạp đồ ăn, tôi giẫm đạp cho anh xem, Từ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói. Phi, phi, phi. Người của tập đoàn Hổ Môn nhao nhao mở mồm, mỗi người một bãi nước bọt vào trong bát canh.
Từ Tiểu Ngọc lạnh lùng nói anh uống hết cho tôi, nếu không, hôm nay dưới đáy cảng Trung Hải, lại có thêm một cái xác. Lời của Từ Tiểu Ngọc, khiến Lý Vân Uyển có cảm giác không rét mà run. Tập đoàn Hổ Môn, quả thật có năng lực làm ra chuyện đấy. Người thông minh phải biết thức thời, chúng ta đi trước đi, dù sao bọn họ người đông thế mạnh. Lý Vân Uyển chột dạ, sợ Từ Tiểu Ngọc làm gì Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngược lại cười cười, giơ tay cầm lấy bát canh, trên mặt nước còn mấy bãi nước bọt nổi lềnh bềnh. Bình thường, ở trong ngục, không có chuyện có đồ ăn miễn phí. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Từ Tiểu Ngọc thấy hắn cầm bát canh lên, mặt còn lộ nụ cười trào phúng, nói, muốn uống thì uống nhanh đi, đừng nói làm nhảm nữa. Vừa nãy kiêu ngạo bao nhiêu, giờ lại sợ hãi bấy nhiêu, tôi phải xem hắn uống hết bát canh này, không còn một giọt. Còn nói là ghét người dẫm đạp thức ăn, cái tôi có là tiền, dẫm đạp thì đã làm sao? Tề Đẳng Nhàn tiếp tục nói, bởi vì, tù nhân đều biết tôi rất ghét người lãng phí đồ ăn. Từ Tiểu Ngọc vừa lạnh nói, thì sao? Không để lãng phí đồ ăn, thì anh nhanh uống hết đi. Lúc này đột nhiên Tề Đẳng Nhàn ra tay, tóm lấy cổ của Từ Tiểu Ngọc, vặn mạnh một cái, ấn xuống mặt bàn, cả bát canh đổ thẳng vào mặt. Chu ép Tiểu Ngọc không ngờ rằng trong tình huống này Tề Đẳng Nhàn còn dám động tay, bất ngờ không kịp đề phòng, mồm và mũi đều bị nước canh đổ vào. Vậy nên, cô nên uống hết. Tề Đẳng Nhàn buông bát canh xuống, lạnh lùng nói. Mọi người xung quanh đều há hốc miệng, cũng không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn lại thô bạo như thế, lại đột nhiên ra tay với Từ Tiểu Ngọc. Từ Tiểu Ngọc ghê tởm, ho liên tục, mặt đỏ bừng, chửi, anh dám làm thế với tôi nhất định không bỏ qua cho anh. Tề Đẳng Nhàn không để ý, cầm sấp tiền trên mặt bàn của Từ Tiểu Ngọc. Thức ăn trên bàn bị các người làm bẩn rồi, số tiền này, coi như là tiền bồi thường. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, hôm nay, các người phải ăn hết bàn thức ăn này không chừa một miếng nào, không được lãng phí thức ăn. Nếu không, không ai được rời khỏi phòng này. Lời nói của Tề Đẳng Nhàn làm đám người tập đoàn Hổ Môn vô cùng tức giận, người nào cũng lộ ra ánh mắt hung ác. Quả nhiên, làm ầm lên rồi. Lý Vân Uyển cười khổ, than thở trong lòng nhìn tình huống trước mắt, chỉ mong tập đoàn Hổ Môn không tính sổ tập đoàn Mộc Tử, nếu không, cô ta thật sự không chịu nổi. Đáng hắn. Từ Tiểu Ngọc ra lệnh, từng người một cầm lấy một cái bình, cái ghế xông về phía Tề Đẳng Nhàn. Đã là cừu thì có đến nhiều nữa, cũng không ngăn nổi một con sư tử. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, tiện tay tiếp được một cái ghế đang nện về phía anh, sau đó giơ chân lên, người đầu tiên bị anh đạp treo trên vách tường. Ngay sau đó, hắn buông ghế xuống, không lùi mà tiến, lao vào giữa đám người, đồng thời sử dụng cả quyền và cước. Tề Đẳng Nhàn từ nhỏ đã ở cùng với đám tội phạm hung tàn lớn lên, sao có thể để đám người vô tích sự này vào trong mắt. Lý Vân Uyển há hốc mồm nhìn chuyện xảy ra trước mắt, lẩm bẩm nói, hung tàn quá. Anh Tề hung tàn quá. Không đến 30 giây, 7-8 tên đàn ông của tập đoàn Hổ Môn đều đã nằm trên mặt đất, người nào cũng rên ư không bò dậy nổi, vẻ mặt đau đớn. Từ Tiểu Ngọc nhìn đến đây, cũng bị dọa đến mức cả người run rẩy. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại biết đánh nhau như thế, nhẹ nhàng đã quật ngã được 7-8 người. Lời tôi nói từ trước đến nay đều phát ra từ nội tâm, vô cùng nghiêm túc, sao các người cứ nghĩ là tôi đang giả vờ thế? Tề Đẳng Nhàn ngồi lại xuống ghế, chân thành hỏi. Môi Từ Tiểu Ngọc run rẩy, nhất thời không biết nói gì. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, ăn hết đống thức ăn trên bàn, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Nói xong. Hắn còn nghiêm túc lấy đũa ra từ trong ngăn kéo, vứt cho mỗi người một đôi. Anh dám ra tay với chúng tôi, dám sỉ nhục tôi. Tôi nhất định sẽ khiến tập công ty của Lý Vân Uyển phá sản. Từ Tiểu Ngọc la lớn. Sắc mặt Lý Vân Uyển trắng bệch, quả nhiên, chuyện mình lo lắng vẫn xảy ra rồi. Tề Đẳng Nhàn lại cười nhạo, lắc đầu, nói tập đoàn Hổ Môn dám ra tay à. Đang rằng có với tập đoàn Hướng Thị như thế, còn dám ra tay với công ty khác. Không sợ bị tập đoàn Hướng Thị nắm được cơ hội, cho các người một đòn chí mạng à? Cô bớt dọa người đi, không có tác dụng đâu. Lý Vân Uyển nghe xong, không khỏi ngẩn người, sau đó nhìn hướng Từ Tiểu Ngọc. Chỉ thấy Từ Tiểu Ngọc vừa nghe xong lời của Tề Đẳng Nhàn cũng vô cùng kinh ngạc, la lớn, sao anh lại biết chuyện này? Rốt cuộc anh là ai? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, mảnh đất tân thế kỷ là tôi giúp tập đoàn Hướng Thị giữ lại,
chắc cô biết tôi là ai rồi. Anh là Tề Đằng Nhàn, phó phòng bộ phận an ninh tập đoàn Hướng Thị, đã đánh bại Trần Vĩnh Niên. Từ Tiểu Ngọc kinh ngạc hỏi. Tề Đằng Nhàn im lặng không lên tiếng, gật đầu nhìn Tề Tiểu Ngọc. Là anh thì làm sao? Có tí võ, tí thực lực thì muốn làm gì thì làm à? Đúng, anh giúp tập đoàn Hướng Thị lập công. Nhưng tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Hổ Môn chúng tôi đang trong giai đoạn không rõ ràng, ai cũng không xé mặt nhau. Anh nghĩ Hướng Tổng sẽ vì một nhân viên mà lật mặt với tập đoàn Hổ Môn. Anh động vào tôi, cho dù không dùng đến thủ đoạn để xử lý anh thì cũng hoàn toàn có thể cho anh ngồi tù mấy chục năm. Tôi không tin cậu còn đánh thắng được súng. Từ Tiểu Ngọc dần dần bình tĩnh lại, hiển nhiên là đang định sử dụng sức mạnh của chính phủ để dạy dỗ Tề Đằng Nhàn. Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Vương Hổ vào phòng lập tức nói, thư ký Từ, vẫn chưa xử lý phòng ăn cho tôi à? Hướng Tổng đã đến rồi. Chưa nói dứt lời, sắc mặt Vương Hổ đã khựng lại khi thấy rõ ràng chuyện trong phòng. Hướng Đông Thanh đi đằng sau cũng hơi kinh ngạc, nhìn thấy Tề Đằng Nhàn, trên mặt cô lập tức lộ ra nụ cười xem kịch, rõ ràng là đang thấy vui khi người khác gặp họa. Vương Tổng, thuộc hạ vô năng, không xử lý tốt, Từ Tiểu Ngọc khóc lóc nói. Hắn không chịu nhường phòng còn đánh chúng tôi một trận, tôi còn đang định báo án. Vương Tổng cũng là người biết bắt lấy thời cơ, quay đầu nhìn hướng Đông Thanh nói, Đông Thanh, cô xem, nhân viên dưới tay cô đánh người của tập đoàn Hổ Môn chúng tôi. Cô xem, chẳng phải cô nên cho bọn tôi một cái công đạo. Cho người dưới tay tôi một công đạo. Hướng Đông Thanh bình tĩnh nói, ở công ty, trong thời gian làm việc, tôi đương nhiên sẽ dạy dỗ cấp dưới của tôi. Nhưng giờ đã tan làm. Hơn nữa còn không ở trong công ty, vậy thì đây là ân oán cá nhân của cậu ấy. Quy định công ty viết rất rõ, chúng tôi sẽ không can thiệp vào ân oán cá nhân của bất kỳ nhân viên nào. Hướng Đông Thanh đương nhiên biết Vương Hổ muốn nhân cơ hội này làm khó dễ cô, kiếm được chỗ tốt từ tập đoàn Hướng Thị, cô đương nhiên cũng không rơi vào bẫy, hai ba câu đã nhẹ nhàng đẩy chuyện này đi. Bộ dạng chuyện này không liên quan đến mình, thân ai nấy lo, khiến Vương Tổng không khỏi lực bất tòng tâm. Tề Đằng Nhàn lại không khỏi nghĩ người phụ nữ này thật vô lương tâm. Hướng Đông Thanh trước giờ là người để cái lợi lên đầu, đây cũng là lý do tại sao mọi người gắn cho cô cái mác lạnh lùng khó gần. Vương Hổ quay đầu lại, nói với Tề Đằng Nhàn, anh muốn giải quyết riêng hay giải quyết công khai? Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, thế nào là riêng? Thế nào là công khai? Riêng là bồi thường, một người đền 1 triệu tệ, tổng cộng 9 triệu tệ. Chuyện này coi như bỏ qua, công khai thì chúng tôi báo cảnh sát, để bọn họ xử lý chuyện này, sau khi giám định vết thương của người bị thương, tôi sẽ theo đó mà kiện anh, cho anh ngồi tù. Vương Hổ bình tĩnh nói. Tề Đằng Nhàn là người có thể đánh bại được Trần Vĩnh Niên, dùng thủ đoạn sẽ có chút phiền phức, nên mượn sức mạnh của pháp luật là tốt nhất. Lần này Tề Đằng Nhàn động thủ đánh người, bị người ta bắt được tại trận, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù này. Chuyện Tân Thế Kỷ lần trước, nếu không phải Tề Đằng Nhàn nhúng tay vào, thì bây giờ đã đến tay hắn rồi, nên đối với người này, hắn hận đến ngứa răng. Giải quyết riêng là được rồi, mỗi người 1 triệu tệ, bàn ăn này cũng không cần ăn nữa, chuyện này coi như bỏ qua. Tề Đằng Nhàn bâng quơ nói. Hắn vừa dứt lời, người của tập đoàn Hổ Môn lập tức ngẩn ra. Thằng nhãi con này bị thần kinh à, không hiểu lời Vương Tổng nói à. Ngược lại còn muốn ngoạm của chúng ta mỗi người 1 triệu tệ. Hắn cho rằng hắn là ai, con trai chủ tịch nước hay gì? Đánh chúng ta còn muốn chúng ta đền tiền. Mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi, Vương Tổng, nhất định không được tha cho hắn, chúng ta báo cảnh sát đi, đi theo trình tự của pháp luật. Người của tập đoàn Hổ Môn tức giận nhao nhao kêu gào, cảm thấy Tề Đằng Nhàn quá mức kiêu ngạo, không lấy hắn ra làm tấm gương, về sau còn ai để tập đoàn Hổ Môn vào trong mắt. Ánh mắt Vương Tổng không khỏi lạnh xuống, lạnh lùng nói, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh, thái độ của anh tốt nhất nghiêm chỉnh lại đi. Tôi đồng ý cho anh giải quyết chuyện này trong âm thầm, là đã cho anh mặt mũi rồi. Hướng Đông Thanh lập tức phủi sạch quan hệ nói, Vương Tổng muốn làm thế nào thì làm, đây là ân oán cá nhân, không cần phải nể mặt tôi. Tề Đằng Nhàn nâng tay, nói với Vương Hổ, mời bắt đầu màn biểu diễn của anh. Lý Vân Uyển đứng một bên nhìn bộ dạng của hắn ta. Không nhịn được có chút muốn cười, nhưng trong trường hợp này, thật sự không thích hợp bật cười, chỉ đành cắn chặt môi, nhẹ nhàng giẫm chân hắn ta một cái. Tề Đằng Nhàn bị Lý Vân Uyển giẫm vào chân, không
không khỏi có chút không thoải mái, nhíu mày dẫm lại. Lý Vân Uyển không ngờ hắn ta lại không có phong độ như vậy, bị dẫm đến mức mờ u bàn chân đau đớn, tức giận duỗi tay nhéo eo của hắn ta. Tề Đằng Nhàn là người không ăn thiệt, trong cơn tức giận cũng trở tay nhéo Lý Vân Uyển. Nhìn bộ dạng hai người, như đang không để Vương Hổ vào trong mắt, tán tỉnh ve vãn như trốn không người, khiến Hướng Đông Thanh có chút buồn cười. Vương Hổ lại hoàn toàn tức giận, hắn không ngờ rằng Tề Đằng Nhàn lại làm bừa như thế, đến lúc này rồi, còn dám tán tỉnh ve vãn phụ nữ trước mặt mình, mà không phải là lo nghĩ cho tình cảnh của bản thân. Được được được, nếu anh đã làm bừa như thế, vậy thì chúng tôi làm theo trình tự của pháp luật là được rồi. Để tôi xem, cậu đánh nhau giỏi như thế, có đánh thắng nổi súng của đặc vụ hay không? Vương Hổ nói dứt lời, liền lôi điện thoại của mình ra, gọi một số điện thoại trầm giọng nói, cục trưởng Triệu, nhà hàng Thiên Duyên, làm phiền gọi đội đến đây, ở đây có người hành hung nhân viên tập đoàn Hổ Môn chúng tôi khẩn cầu ông dẫn đội đến truy bắt tên này. Người đứng đầu cục cảnh sát thành phố Trung Hải, cục trưởng Triệu Thiên Lộc vừa nghe Vương Hổ nói dứt lời, lập tức nói, gan to lắm, lại dám đánh người của tập đoàn Hổ Môn. Bây giờ tôi lập tức dẫn đội qua đó. Nói dứt lời, Triệu Thiên Lộc ngắt điện thoại, lập tức gọi đặc vụ đang làm việc trong cục, dẫn đủ 4 xe qua đó, mười mấy người phi thẳng đến nhà hàng Thiên Duyên. Đừng ầm ĩ nữa, Vương Hổ báo cảnh sát rồi. Lý Vân Uyển nói nhỏ. Báo cảnh sát thì làm sao? Cục cảnh sát là nhà hẳn mở chắc, cục cảnh sát làm việc cũng phải công bằng. Tề Đằng Nhàn lạnh lùng nói. Từ Tiểu Ngọc nghe hắn nói liền cười lạnh, nói công bằng. Anh chỉ là một nhân vật nhỏ không quyền không thế, thì có công bằng gì? Tập đoàn Hổ Môn chúng tôi chính là lẽ phải, anh đã dám đánh người của chúng tôi, mặc kệ là vì lý do gì, là đúng hay là sai, người phạm pháp đều là anh. Động vào tập đoàn Hổ Môn chúng tôi, còn muốn công bằng. Chuyện cười. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh nói, tôi luôn tin sự tồn tại của công bằng, nếu không, tôi cũng không làm cảnh ngục nhiều năm như thế. Vương Hổ nheo mắt lại. Không ngừng cười lạnh, hơi lắc đầu, nói công bằng chính là anh đã đánh người, sau đó phải bị đặc vụ cục cảnh sát bắt đi, cuối cùng nhận sự trừng phạt của pháp luật. Hiểu rồi chứ? Không không không, công bằng là các người mỗi người đền tôi 1 triệu tệ tiền tổn thất, hơn nữa còn phải ăn hết không thừa một miếng chỗ thức ăn bị mấy người làm bẩn bằng nước bọt này. Tề Đằng Nhàn cười đáp. Được, vậy để tôi xem, cái công bằng này rốt cuộc nghiêng về phía nào? Vương Hổ hừ lạnh. Hướng Đông Thanh đứng một bên hơi nhíu mày, Vương Hổ báo cảnh sát rồi, nhưng Tề Đằng Nhàn vẫn không lo lắng gì, cũng không biết là thật sự cho rằng công bằng nhất định sẽ đứng về phía mình, hay còn có hậu thuẫn lớn hơn đứng đằng sau khiến cục cảnh sát phải khiếp sợ. Nếu một lúc nữa hắn không đánh lại, thật sự bị người của cục bắt đi, vậy thì cô ta cũng không nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi. Về tình về lý, đều không thể. Mặc dù cô ta lạnh lùng. Bây giờ anh tốt nhất nghĩ lý do thoái thác cho mình đi, mặc dù lý do thoái thác của anh, cục trưởng Triệu cũng không thèm không nghe. Từ Tiểu Ngọc cười cười, đắc ý nói. Tề Đằng Nhàn lười để ý đến cô ta, chỉ nói với Lý Vân Uyển, có thể gọi thêm mấy món không, tôi còn chưa ăn no, đói quá. Từ Tiểu Ngọc thấy Tề Đằng Nhàn không để ý đến mình, vẻ mặt không khỏi cứng lại, sau đó giận dữ nói, ăn đi, ăn cho no đi, anh cũng thoải mái lên đường. Nói không chừng. Đây là bữa ăn cuối cùng của anh. Lý Vân Uyển cũng cảm thấy mạch não của Tề Đằng Nhàn rất kỳ quặc, đã làm ầm ĩ đến mức này rồi, hắn còn có thời gian nghĩ đến chưa no bụng. Anh có tâm chút được không hả? Lý Vân Uyển thì thầm nói, lát nữa người đến có khả năng là cục trưởng Triệu Thiên Lộc của thành phố Trung Hải. Tề Đằng Nhàn thấy Lý Vân Uyển xem nhẹ yêu cầu của mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vả mặt lạnh nhạt. Anh có ý gì? Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh một tiếng. Lý Vân Uyển không nhịn được tức giận. Phụ nữ, quả nhiên chỉ ảnh hưởng đến tốc độ xuất chiêu của tôi. Vẻ mặt Tề Đằng Nhàn kiêu ngạo nói. Anh, Lý Vân Uyển cạn lời. Đúng lúc này, ngoài đường vang lên tiếng còi báo động của xe cảnh sát. Mấy chiếc xe dừng trước cửa, đội đặc vụ trong bộ cảnh phục màu xanh hải quân vội vàng bước xuống xe. Dưới sự chỉ huy của cục trưởng trong bộ đồng phục màu trắng với vô số bông hoa trên vai, trực tiếp xông vào trong nhà hàng. Từ Tiểu Ngọc cười lạnh nói, xem ra, anh không có cơ hội ăn bữa ăn cuối cùng rồi. Đồ đàn bà chết tiệt, nói nhảm nhiều thật đấy, lát nữa ăn sạch đĩa đồ ăn nhiều nước bọt nhất cho ông. Tề Đằng Nhàn không kiên nhẫn nhếch lông mày, lạnh lùng nói.
là cục trưởng Triệu Thiên Lộc, người đứng đầu giới cảnh sát thành phố Trung Hải, vậy mà ông ta lại đích thân dẫn đội tới rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Cục trưởng Triệu từ trước đến nay nổi tiếng là cứng rắn, lần này đích thân dẫn đội đến, người phạm tội lần này đen đủi rồi. Không ngờ hôm nay có thể gặp được nhân vật lớn như cục trưởng Triệu, cũng không biết ai kinh động đến ông ta, không muốn sống nữa rồi à. Thấy Triệu Thiên Lộc khí thế hung dữ đi vào, mọi người không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Triệu Thiên Lộc vừa bước vào nhà hàng, lập tức đi vội đến phòng bao, một số người tò mò đi theo sau, xem có chuyện gì xảy ra. Chào cục trưởng Triệu, giám đốc nhà hàng thấy Triệu Thiên Lộc liền cười ha hả cúi đầu chào hỏi. Ừ, Triệu Thiên Lộc chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Chẳng mấy chốc, ông ta đã dẫn đội đến trước cửa, vẫy tay một cái, đội đặc vụ trực tiếp xông vào. Người bên trong là tiểu thiếu gia tập đoàn Hổ Môn, Vương Hổ, tôi thấy có mấy người của tập đoàn Hổ Môn ngã dưới đất, lẽ nào có người gây rắc rối với tập đoàn Hổ Môn? Trời đất, đây rõ ràng là chán sống rồi, dám gây rối với tập đoàn Hổ Môn. Chắc chắn là Vương Tổng gọi cục trưởng Triệu tới, động vào tập đoàn Hổ Môn, hắn chết chắc rồi. Cục trưởng Triệu đích thân dẫn đội tới, rõ ràng là Vương Tổng mở miệng rồi, chuyện này không dễ dàng giải quyết, người động thủ chết chắc rồi. Mọi người dẫn làm rõ được tình hình liền tiếp tục nhỏ giọng bàn tán, người nào cũng nghĩ Tề Đẳng Nhàn chết chắc rồi. Ngay khi Triệu Thiên Lộc bước vào phòng, lông mày của Hướng Đông Thanh liền giật nhẹ một cái. Xem ra, Vương Hổ cố tình làm lớn chuyện này lên, kể cả cô ta có muốn bảo vệ Tề Đẳng Nhàn, cũng phải trả một cái giá lớn. Vương Hổ nhìn thấy Triệu Thiên Lộc, lập tức vội vàng đi đến bắt tay ông ta, nói cục trưởng Triệu, cuối cùng ông cũng đến rồi. Ông phải làm chủ cho doanh nghiệp hiền lành của chúng tôi. Chuyện là như thế này, hôm nay tôi mời Hướng Đông Thanh Hướng Tổng đến ăn cơm, sau đấy tôi bảo cấp dưới đến đặt phòng. Phòng đầy rồi, nên tôi đành bảo cấp dưới đến thương lượng với người trong phòng, kết quả đối phương không đồng ý, còn trực tiếp ra tay đánh người. Ông thấy rồi đấy, mấy nhân viên này của tôi đều bị tên này đánh bị thương rồi. Vừa nói Vương Hổ vừa chỉ tay vào Tề Đẳng Nhàn. Từ Tiểu Ngọc cũng vội vàng nói, cục trưởng Triệu, tôi là người trong cuộc, tôi có thể làm chứng. Triệu Thiên Lộc gật gật đầu, sau đó vẫy tay nói, đưa đi. Hả, Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người. Sau đó, hắn ta cười nói, cục trưởng Triệu, tôi cũng là người trong hệ thống cảnh vụ, mặc dù không phải là một đơn vị, nhưng ít nhiều vẫn hiểu quy trình làm việc. Ông không nên nghe bọn tôi giải thích hả, sau đó mới phán đoán. Hoặc là... Đưa cả hai bên đi, tiến hành điều tra một lượt. Vương Hổ lại lạnh lùng nói, anh là cái thá gì? Đánh người của tôi, cho dù có lý lẽ nào đi nữa, cũng là sai. Ở Trung Hải này, tập đoàn Hổ Môn đã muốn động vào anh, thì anh thành thật chịu đi. Anh dám đánh trả, vậy tức là phạm pháp. Hướng Đông Thanh khó chịu nhíu mày lại, dù sao Tề Đẳng Nhàn cũng là người của tập đoàn Hướng Thị, Vương Hổ đứng trước mặt cô ta nói như vậy. Rõ ràng là đang khiêu khích cô ta. Xem ra, Vương Hổ nóng lòng không chịu được muốn mình xuống nước cầu xin hắn rồi. Nhưng càng như vậy, Hướng Đông Thanh ngược lại càng không chủ động, bàng quan nhìn mọi việc từ đầu đến cuối. Triệu Thiên Lộc nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Vương Hổ, cũng không có tí phản ứng nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, tôi làm việc thế nào, không đến lượt anh dạy. Anh làm được việc hơn tôi thì anh lên làm cái chức cục trưởng này đi. Mau đầu hàng, theo chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra. Những người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu. Đúng là không biết sống chết, đắc tội Vương Tổng của tập đoàn Hổ Môn, khiến cục trưởng Triệu phải đích thân dẫn người tới, còn dám ở đây khua môi múa mép. Mồm mép tép nhảy cũng chả có ích gì, cho dù hôm hay hắn có nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói đến thế nào đi chăng nữa, có nói ra hết sự thật thì cũng vẫn bị kiện, ngồi tù mà thôi. Sớm biết có ngày hôm nay. Ngay từ đầu cần gì phải làm như vậy? Chọc ai không chọc lại chọc người của tập đoàn Hổ Môn. Mọi người đều cho rằng Tề Đẳng Nhàn làm việc ác, không thể sống tiếp, dù sao thì người của tập đoàn Hổ Môn không phải ai cũng có thể chọc vào được. Lý Vân Uyển không khỏi cảm thấy lo lắng, có nhiều đặc vụ như vậy, thậm chí còn do cục trưởng đích thân dẫn tới, Tề Đẳng Nhàn không trở mình được nữa rồi. Họ Tề kia, không phải anh nói là muốn để chúng tôi ăn hết đống thức ăn này à? Ha ha! Sao bây giờ anh không nói lại một lần nữa cho mọi người cùng nghe? Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, quỳ xuống ăn sạch đống thức ăn này cho tôi.
Nói không chừng tập đoàn hổ môn chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội, để cục trưởng Triệu giảm nhẹ hình phạt cho anh, chỉ ngồi tù 1 năm thôi. Lúc này Từ Tiểu Ngọc rất đắc ý, nhổ một ngụm nước bọt lên đống đồ ăn rồi ném tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói các người tới phòng của tôi, hùng hổ dọa người, còn nhổ nước bọt vào thức ăn của tôi, bây giờ lại gọi cục trưởng tới bắt tôi, còn nói lý lẽ, nói luật pháp nữa không? Luật pháp, tôi chính là luật pháp của thành phố Trung Hải này. Triệu Thiên Lộc nghe thấy lời này hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tới trước mặt Tề Đằng Nhàn. Lời ban nãy của thư ký Từ chắc là anh nghe thấy rồi chứ? Bây giờ anh muốn theo chúng tôi quay về tiếp nhận điều tra hay là muốn ăn hết đống thức ăn này rồi theo chúng tôi về? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn phải ngồi tù, nhưng nếu anh chấp nhận điều kiện của thư ký Từ nói không chừng có thể giảm đi thời gian ngồi tù của anh đấy. Nụ cười trên mặt Tề Đằng Nhàn nhạt dần, hắn nghiêm túc nói, xem ra, đường đường là một cục trưởng như ông cũng không nói lý lẽ. Triệu Thiên Lộc hờ hững nói, lý lẽ gì chứ? Tôi chỉ biết anh đã đắc tội người không nên đắc tội, hơn nữa còn động tay động chân. Anh đã dám động tay động chân thì phải nghĩ tới hậu quả. Đây chính là lý lẽ. Mọi người nghe Triệu Thiên Lộc nói xong, không nhịn được cười ra tiếng. Cái tên họ Tề này có phải là đồ ngốc không? Đã đắc tội với vương tổng của tập đoàn hổ môn rồi còn đòi nói lý lẽ, nói luật pháp. Thật là buồn cười. Cục trưởng Triệu còn đích thân dẫn người tới đây, hắn còn chưa hiểu rõ tình hình sao. Nếu tôi mà là hắn giờ đã lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Đúng vậy, não người này chắc là bị hỏng rồi, chỉ toàn nói lời nhảm nhí, tốn thời gian của mọi người. Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới chậm rãi lắc đầu, nói cục trưởng như ông còn không chủ trì công đạo, không nói lý lẽ, vậy thì chỉ đành để một mình tôi tới thôi. Ánh mắt Triệu Thiên Lộc trở nên lạnh lẽo, không nói lời nào nhưng ý uy hiếp hiện rõ trên mặt, không cần nói cũng biết. Ha ha, cục trưởng Triệu đã tới đây rồi, hắn còn dám làm cái gì? Còn uy hiếp tôi ăn hết đống thức ăn này, không ăn hết là không được ra khỏi phòng. Mấy lời nói của hắn còn không bằng tiếng đánh giấm. Gương mặt Từ Tiểu Ngọc tràn đầy coi thường, vô cùng xem thường hắn. Không, lời cần nói cũng đã nói rồi, bây giờ đến lúc tôi ra tay rồi. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Mọi người đều nhìn hắn giống như nhìn quái vật vậy, không phải chứ? Cái tên này còn chuẩn bị ra tay sao? Ra tay ngay trước mặt cục trưởng thành phố Trung Hải Triệu Thiên Lộc. Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đẳng Nhàn như nhìn kẻ điên. Đầu óc tên này có bệnh, chuẩn bị động thủ trước mặt tổng cảnh Trung Hải. Lãng phí lương thực là không tốt, Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói với Từ Tiểu Ngọc, sau đó cầm đĩa thức ăn kia lên. Từ Tiểu Ngọc không khỏi sửng sốt, sau đó há miệng nhổ nước bọt về phía Tề Đẳng Nhàn, mắng cút ngay, đồ thần kinh. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng tránh đi, rồi úp đĩa đồ ăn trong tay thẳng vào mặt Từ Tiểu Ngọc. Đĩa thức ăn đầy, trực tiếp đắp lên mặt Từ Tiểu Ngọc khiến cô ta chật vật không chịu nổi, ngã ngửa xuống đất. Anh thật to gan, Vương Hổ phẫn nộ. Không nhịn được mà quát lớn. Còn Triệu Thiên Lộc thì sắc mặt nghiêm túc, lập tức rút súng ra chĩa vào hắn, trầm giọng nói mời anh lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Nếu không, tôi sẽ coi như anh đang chống người thi hành công vụ, hơn nữa khiêu khích cảnh sát, có quyền tại chỗ bắn chết anh. Từ Tiểu Ngọc bị một đĩa thức ăn đổ lên người, đầu tóc dính đầy dầu mỡ và cặn bã, tức giận đến cả người đều phát run, giận dữ hét tôi muốn lãng phí lương thực đấy, anh lại có thể làm gì? Bây giờ, anh thử đụng vào tôi một lần nữa thử xem, lại úp đồ ăn vào mặt tôi một lần nữa thử xem. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc gật đầu, nói xem ra, cô vẫn không hiểu rõ đạo lý quý trọng thức ăn. Đạo lý này, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô hiểu rõ mới thôi. Từ Tiểu Ngọc vẻ mặt châm biếm, nghĩ chỉ cần Tề Đẳng Nhàn dám động thủ, Triệu Thiên Lộc tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cô ta không tin, Tề Đẳng Nhàn giỏi võ đến mức có thể thắng được súng đạn. Tề đại sư, sao ở đây náo nhiệt vậy? Yo, Triệu tổng cảnh cũng ở đây à, đúng là đã lâu không gặp. Ha, đây không phải Vương tổng và Hướng tổng sao? Sao mọi người tập trung ở đây hết thế này? Lúc này, một giọng nói từ phía cửa truyền đến, theo sau đó là một người xuất hiện. Người tới không phải ai xa lạ, chính là Hoàng Kỳ Bân mà Tề Đẳng Nhàn gặp trước cửa khách sạn. Hoàng công tử, ở nhìn đến Hoàng Kỳ Bân lúc sau, Vương Hổ sửng sốt. Sau đó gật gật đầu, đánh một lời chào hỏi. Hoàng công tử, sao cậu lại tới đây?
Triệu Thiên Lộc nhìn thấy Hoàng Kỳ Bân thì đầy mặt tươi cười và thu súng lại, đám đặc vụ thuộc hạ của ông ta cũng sôi nổi chào hỏi Hoàng Kỳ Bân. Tề Đảng Nhàn bình tĩnh nói, có người không biết quý trọng đồ ăn nên tôi đang dạy bọn họ hiểu rõ đạo lý không được lãng phí lương thực ấy mà. Hoàng Kỳ Bân bật cười, nói đây đúng là chuyện tốt nha. Sắc mặt Triệu Thiên Lộc bỗng chốc cứng đờ, trầm giọng nói, Hoàng công tử, người này là nghi phạm, ở trong phòng này ra tay đánh nhân viên của tập đoàn Hổ Môn, hơn nữa, vừa mới còn động thủ trước mặt tôi. Ấy, Triệu Tổng Cảnh đang nói giỡn đấy hả? Tề Đái Ư vừa nói rõ rồi còn gì, ngài ấy đang dạy cho người ta hiểu đạo lý quý trọng lương thực, sao có thể nói là đánh người chứ? Hoàng Kỳ Bân đầy mặt ý cười, hỏi. Triệu Thiên Lộc ngẩn ra, sau đó thầm kinh hãi, thì ra, Hoàng Kỳ Bân tới để làm chỗ dựa cho Tề Đảng Nhàn. Vương Hổ đứng một bên cũng nghe ra ý trong lời của Hoàng Kỳ Bân, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Từ Tiểu Ngọc cả kinh nói, Hoàng công tử, ngài xem mấy thứ trên mặt ta này, chính là do hắn làm. Ngài thiên vị hắn như vậy, còn có vương pháp hay không? Hoàng Kỳ Bân nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Từ Tiểu Ngọc, nói vương pháp. Ở Trung Hải này, Triệu Tổng Cảnh không phải là vương pháp hay sao? Triệu Tổng Cảnh, ông nói xem, chuyện này có còn vương pháp hay không? Triệu Thiên Lộc ho khan một tiếng, nói Hoàng công tử, thời phong kiến đã trôi qua lâu như vậy, làm gì còn vương pháp nữa? Vị Hoàng công tử Hoàng Kỳ Bân này, có cho Triệu Thiên Lộc 100 triệu thì ông ta cũng không dám đắc tội. Dù sao bố anh ta chính là người đứng đầu thành phố Trung Hải, nếu đắc tội anh ta, vậy thì sau này cũng đừng mong có thể sống yên lành ở Trung Hải. Mấy năm nay, Hoàng Văn Lãng quản lý Trung Hải gọn gàng ngăn nắp, tương lai rất đáng kỳ vọng. Hơn nữa còn được mấy vị lãnh đạo cấp cao ở tỉnh coi trọng, tương lai rất có khả năng sẽ được thăng chức lên tỉnh. Vì chuyện nhỏ mà đắc tội một quan lớn như thế, cực không đáng giá. Hoàng công tử, người của tôi bị đánh. Vương Hổ đen mặt nói. Tôi biết chứ, nhưng người lãng phí lương thực, không phải hẳn là bị trời đánh sao? Được dạy dỗ một chút, không phải là rất tốt sao? Hoàng Kỳ Bân nhìn về phía Vương Hổ, kinh ngạc hỏi. Khóe miệng Vương Hổ giật giật, có chút tức giận nhưng lại không tiện trực tiếp phát tác. Hướng Đông Tinh lại khẽ mỉm cười, thắc mắc không biết Tề Đảng Nhàn quan biết nhân vật có tầm ảnh hưởng như Hoàng Kỳ Bân này từ lúc nào, hơn nữa lại có thể để cho Hoàng Kỳ Bân bằng lòng tới làm chỗ dựa cho hắn, xem ra hắn có chút lợi hại. Triệu Thiên Lộc cũng lập tức sửa miệng, nhìn Vương Hổ mà nghiêm túc nói, Vương Tổng, người của anh lãng phí lương thực, đây là chuyện rất không nên. Hơn nữa, nhổ nước bọt vào đồ ăn của người khác là việc làm vi phạm đạo đức. Việc này là do bên anh khơi mào, hẳn phải do các anh tự mình thương lượng giải quyết. Nếu thương lượng mà hai bên thấy không thỏa đáng thì để chúng tôi ra mặt hỗ trợ xử lý. Tề Đảng Nhàn liếc xéo Triệu Thiên Lộc một cái, hỏi, vừa rồi không phải Triệu Tổng Cảnh nói mình là vương pháp của Trung Hải, muốn trị tội tôi sao? Sao bây giờ lại sửa miệng như vậy? Lời này vừa ra, trực tiếp dọa Triệu Thiên Lộc sợ tới mức toát ra mồ hôi lạnh, nếu lời này mà truyền tới tai Hoàng Văn Lãng thì ông ta chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Ha ha, chỉ là đùa một chút thôi mà, thời phong kiến đã qua lâu vậy rồi, làm gì còn vương pháp? Trong xã hội hiện đại ngày nay, chỉ có luật pháp, hiến pháp thôi. Triệu Thiên Lộc cố gắng bình tĩnh, cười ha hả nói tiếp, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước, mọi người từ từ thương lượng giải quyết đi. Nói xong, ông ta gật đầu chào Hoàng Kỳ Bân, nói, Hoàng công tử, tôi bận rộn công vụ nên đi trước một bước, hôm khác lại đến cửa thăm thị trường. Không chờ Hoàng Kỳ Bân đáp lại, Triệu Thiên Lộc đã vung tay lên, dẫn theo thuộc hạ trực tiếp xám xịt rời đi. Triệu Thiên Lộc rút lui, trực tiếp làm người của tập đoàn Hổ Môn rơi vào tình thế khó xử. Vừa rồi Triệu Thiên Lộc đến, bọn họ kiêu căng ngạo mạn, chuẩn bị chỉnh Tề Đảng Nhàn vào chỗ chết. Nhưng Hoàng Kỳ Bân xuất hiện, khiến tình thế trong nháy mắt đảo ngược lại. Hôm nay, nếu các người không ăn hết mấy thứ này, sau đó mỗi người bồi thường tôi 100 vạn phí tổn thất thì chuyện này không thể xong. Tề Đảng Nhàn nghiêm túc và còn rất ngang bướng tuyên bố, không để lại chút cơ hội thương lượng nào. Vương Hổ cắn răng nói, họ Tề, anh được lắm, tôi nhớ kỹ anh. Tề Đảng Nhàn không trả lời. Vương Hổ xoay người bỏ đi, về phần những người còn lại sẽ thế nào, anh ta cũng không muốn quan tâm. Sao vậy, các người không nghe thấy Tề Đại Sư nói cái gì sao? Hoàng Kỳ Bân cười lạnh, hỏi đám người của tập đoàn Hổ Môn. Từ Tiểu Ngọc run rẩy,
nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn lại bưng lên một đĩa thức ăn đã bị bọn họ nhổ nước bọt khi này, vội vàng kêu lên tôi ăn, tôi sẽ ăn. Mấy người của tập đoàn Hổ Môn bị Tề Đẳng Nhàn giáo huấn thì đều bơ phờ như bố mẹ chết, bắt đầu ăn những món ăn bị chính bọn họ nhổ nước bọt. Mặc dù ghê tởm muốn chết nhưng vẫn phải nhắm mắt cố gắng ăn xong. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn chờ bọn họ chuyển tiền. Mỗi người 100 vạn, nếu không đủ thì ghi giấy nợ. Chúng ta tống tiền bọn họ như vậy có ổn không? Lý Vân Huyền chột dạ hỏi. Tôi chẳng qua chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông ăn miếng trả miếng thôi. Vừa nãy Vương Hổ có nói, muốn tôi bồi thường cho mỗi người bọn họ 100 vạn còn gì. Tề Đẳng Nhàn mặt không cảm xúc mà đáp, không hề có gánh nặng tâm lý. Thu tiền xong, Tề Đẳng Nhàn nói lão Hoàng, số tiền này, nên chia anh một nửa. Hoàng Kỳ Bân được hắn xưng hô như vậy thì không khỏi sửng sốt, sau đó xua tay cười nói tiền này tôi không thể thu, thu sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Tề Đại Sư không cần lo lắng. Ngài có ơn với gia đình chúng tôi, chừng này đâu thể trả hết. Tề Đẳng Nhàn cũng không làm ra vẻ, thấy anh ta không nhận thì đút luôn vào túi. Đi thôi, chúng ta cùng ăn với nhau đi, tiện thể tôi cũng giới thiệu cho ngài mấy người bạn. Hoàng Kỳ Bân đi lên lôi kéo làm quen với Tề Đẳng Nhàn rồi mời hắn cùng đi ăn. Lý Vân Huyền cũng nhờ phúc của Tề Đẳng Nhàn mà được quen biết vòng bạn bè của Hoàng Kỳ Bân. Sắp tới nhà tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em gái. Bố muốn tổ chức long trọng còn cố ý mượn một chiếc du thuyền từ trong gia tộc. Đến lúc đó, Tề Đại Sư nhất định phải đến nha. Hoàng Kỳ Bân cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Không thành vấn đề, tôi đã đáp ứng thị trưởng Hoàng rồi. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Huyền không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ quan hệ của Tề Đẳng Nhàn và nhà thị trưởng lại tốt như vậy. Cô ta cũng nhận được thiệp mời, chẳng qua, người ta sẽ không tự mình đến mời. Còn nhắc nhở cô ta nhất định phải đến như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Kỳ Bân nói Tế Đại Sư có muốn đi thư giãn một chút với chúng tôi không? Bên đường bên kia là một thủy hội đặc biệt nhất của Trung Hải chúng tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên biết thủy có những gì, lắc đầu, nói thôi bỏ đi, tôi đã kết hôn rồi, không thể làm chuyện có lỗi với Kiều Thu Mộng. Hoàng Kỳ Bân cười nói tôi quên mất là Tề Đại Sư đã kết hôn, hơn nữa vợ còn là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kiều Thị. Lại còn là đại mỹ nữ Kiều Thu Mộng nữa. Vậy thật đúng là quá đáng tiếc, tôi nghe nói ông chủ thủy hội mới mời được mấy kỹ thuật viên mới từ Cao Câu Ly và nước Kiệt Bành, nghe nói đều là cực phẩm. Vậy tôi trước tiên dẫn bạn đến tham quan một phen. Tề Đẳng Nhàn nói nếu Hoàng Công Tử đã nhiệt tình mời như vậy, tôi còn là đi một chuyến đi. Hoàng Kỳ Bân không khỏi sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói người nước ngoài tới Hoa Quốc phát triển không dễ dàng. Tôi hơi thông hiểu một chút thủ pháp massage, đi cảm thụ một chút cũng tốt. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn hướng dẫn bọn họ một chút, để bọn họ có thể càng tốt mà sinh tồn ở nước chúng ta mà thôi. Chủ yếu là vì tình hữu nghị giữa các nước, bọn họ có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng. Hoàng Kỳ Bân nhịn không được mà phá lên cười, vỗ vai Tề Đẳng Nhàn, nói ha ha, Tề Đại Sư thật hài hước. Lý Vân Huyền vừa rồi còn cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất thủ bổn phận. Lúc này nghe thấy hắn đổi ý, không khỏi kêu lên anh không chuẩn đi, anh không sợ có lỗi với Mộng Mộng sao? Hoàng Kỳ Bân ho khan một tiếng, cười nói đúng vậy, mặc dù chỉ là đi massage, nhưng dù sao Tề Đại Sư cũng đã kết hôn rồi, vẫn là thôi đi, miễn cho Kiều Thu Mộng nữ sĩ hiểu lầm. Ai là Kiều Thu Mộng? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói. Lý Vân Huyền trực tiếp kéo áo Tề Đẳng Nhàn, trong lòng càng thêm khó chịu, tức giận nói không được, anh không được đi. Nếu anh dám đi thì đừng trách tôi nói chuyện này cho Mộng Mộng. Đến lúc đó, xem anh còn có mặt mũi gì đi gặp cậu ấy. Khóe môi Tề Đẳng Nhàn không khỏi giật giật, bất đắc dĩ thở dài, nói với Hoàng Kỳ Bân lão Hoàng, vừa rồi là tôi nói giỡn, các anh chơi vui vẻ. Hoàng Kỳ Bân bật cười, sau đó dẫn theo đám bạn đi thẳng đến thủy hội. Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn theo bọn họ rời đi. Nữ nhân! Quả nhiên chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta. Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Lý Vân Huyền, trong lòng thầm lặp lại lời này. Lý Vân Huyền cười lạnh nói quả nhiên nam nhân đều là một bộ dạng, mặt ngoài chính trực nhưng bên trong một bụng xấu xa. Tề Đẳng Nhàn nói tôi chỉ là vì tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà muốn đi xem, xấu xa ở chỗ nào. Đây là quang minh chính đại, yêu quốc yêu dân. Lý Vân Huyền tỏ vẻ khinh thường, không thèm bàn luận thêm về vấn đề này với hắn.
được rồi, không đi thì không đi thôi. Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về, cô cũng tự mình về nhà đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Không được, tôi phải đi theo giám sát anh, tránh cho sau khi tôi đi, anh lại vụng trộm chạy đến thủy hội tìm bọn họ. Lý Vân Uyển hai tay chống hông, lời lẽ chính đáng mà nói. Tề Đẳng Nhàn không khỏi chửi thầm vài câu, chỉ đành ngồi xe của Lý Vân Uyển xe trở về Vân Đỉnh Thiên Cung. Cô sẽ không định ở lại chỗ tôi một đêm đấy chứ? Tề Đẳng Nhàn mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Lý Vân Uyển, hỏi. Đương nhiên, biết trong đầu anh có loại suy nghĩ nguy hiểm như vậy, ta phải giám sát anh chặt chẽ, không thể để anh làm những chuyện có lỗi với Mộng Mộng được. Lý Vân Uyển mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn, tìm một lý do hoàn mỹ để có thể ở lại. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói cô không phải cố ý muốn ở lại mà bịa lý do này chứ? Phi, anh xứng sao? Trái tim Lý Vân Uyển đập nhanh hơn, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như trước. Vậy tùy cô, Tề Đẳng Nhàn phất tay, lười biếng mà trả lời. Lý Vân Uyển hỏi Tề Đẳng Nhàn gần đây anh giúp Mộng Mộng xử lý nhiều chuyện như vậy, cái nhìn của cậu ấy đối với anh có thay đổi không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, đáp hẳn là không có, nhưng mà, hôm nay sắc mặt cô ấy khi nhìn tôi dịu hơn không ít. Lý Vân Uyển lại hỏi tiếp anh có ý định gì không? Thuận theo tự nhiên thôi, chẳng lẽ tôi phải lì lợm la liếm lấy lòng cô ấy? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, hiển nhiên hắn không quá để ý chuyện này. Hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất chính là đợi đến khi hai bên thế lực lớn là tập đoàn Hướng Thị, tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Từ Thị hoàn toàn đánh nhau, từ đó hắn sẽ làm chủ thế cuộc, hung hăng đánh mặt Ngọc Tiểu Long kiêu ngạo kia một cái tát. Từ Ngạo Tuyết không thu mua được tập đoàn Hướng Thị, nhất định sẽ mời Ngọc Tiểu Long hỗ trợ. Ngọc Tiểu Long không những có sức ảnh hưởng khủng bố, với tài sản cường đại của Ngọc gia, cô ta vừa gia nhập, tất nhiên sẽ giống như Thái Sơn áp trứng. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cố tình không muốn để cô ta được như ý nguyện, hơn nữa, hắn làm thế cũng là vì hoàn thành hứa hẹn với Hướng Đông Lôi. Lý Vân Uyển biết được Kiều Thu Mộng đối với Tề Đẳng Nhàn ôn hòa hơn không ít, trong lòng bỗng cảm thấy có chút căng thẳng, cảm thấy mình nên tăng nhanh tiến độ nhặt của hời, nếu không, đến khi Kiều Thu Mộng phát hiện chỗ không tầm thường của người này, hơn phân nửa mình sẽ không có cơ hội. Anh Tề, hôm nay anh đắc tội tập đoàn Hổ Môn như vậy, sau này cần phải cẩn thận một chút, hơn nữa, tôi cũng rất lo lắng bọn họ sẽ trả thù tập đoàn Mộc Tử của tôi. Nói không chừng bọn họ nuốt không trôi mối nhục này, không nhất định sẽ trước tiên ra tay với tập đoàn Mộc Tử. Có lẽ bọn họ sẽ bởi vậy mà bị tập đoàn Hướng Thị bắt được sơ hở, nhưng cũng không phải không có khả năng ra tay với chúng ta. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Lý Vân Uyển tỏ vẻ nhu nhược đáng thương, đôi mắt to long lanh chứa chút tủi thân nhìn Tề Đẳng Nhàn. Cô ta đúng là có chút lo lắng, dù sao hôm nay đắc tội người ta quá thảm, nếu đối phương bởi vậy hận tập đoàn Mộc Tử mà đến trả thù, vậy thì rất phiền toái. Lúc nói lời này, cô ta đưa tay ôm lấy cánh tay của Tề Đẳng Nhàn, liên tục lắc lư, nói anh sẽ không mặc kệ chuyện này đúng không? Nếu bọn họ thật sự ra tay thì tôi chính là nằm cũng trúng đạn đó. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, rồi nói như vậy đi, tôi đưa một số lô đất mà tôi đã thu mua cho công ty các cô. Nắm giữ những lô đất đó, giá trị của công ty các cô sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, tập đoàn Hổ Môn muốn ra tay thì cũng sẽ không dễ dàng. Đất ở đâu? Đôi mắt Lý Vân Uyển sáng lên, bất giác, cô ta đã ôm cánh tay của Tề Đẳng Nhàn vào ngực. Thung lũng giết người. Tề Đẳng Nhàn điềm nhiên đáp. Lý Vân Uyển sửng sốt, sau đó hất cánh tay của Tề Đẳng Nhàn ra, sụ mặt, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Tề Đẳng Nhàn, anh, đang đùa tôi đấy à? Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, nói tỉnh đã ra quyết định khai phá một mảnh đặc khu thương mại trọng điểm. Mà đặc khu thương mại này, được đặt ở thung lũng giết người. Thật sự, Lý Vân Uyển nghe hắn nói như vậy thì cực kỳ khiếp sợ. Cái loại đất hoang cằn cỗi chỉ toàn cát sỏi đó. Thật sự sẽ là địa điểm trọng điểm khai phá trong tương lai. Vậy anh cũng không thể ra giá quá cao cho tôi. Lúc này đây, cô ta trực tiếp ôm lấy cả người Tề Đẳng Nhàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.